Ở thời điểm thiên hạ khuấy động, lại có ai sẽ vì một nữ tử yếu đuối mà coi là chuyện to tát, một khi chạm đến lợi ích, sẽ không chút do dự bỏ qua. Đại chiến sắp tới, mắt thấy không thể tránh được, khí vân tông có khách đến, làm đạo lâm và đốc vô hư lại lần nữa dắt tay nhau tới. Hai người đợi một hồi lâu, mới thấy ô thường khoan thai lộ diện. Kỳ thực ô thường căn bản không muốn gặp hai người, trước đó hai người có đưa tin gọi hắn đi gặp mặt, hắn đều tìm lý do chối từ, lúc này lại lần nữa bị tìm tới cửa trốn không xong a à. song phương vừa thấy mặt làm đạo lâm mở miệng liền không khách khí ô thường không phải ngươi đang cố ý tránh né chúng ta chứ ô thường nhíu mày ánh mắt nện ở trên mặt đối phương trốn ta cần trốn các ngươi sao nếu ta muốn trốn các ngươi có thể tìm được ta sao đốc phô hư vung tay lên hắn không phải người thích tán ngẫu ra hiệu đừng đấu võ mồm có chuyện nói thẳng ô thường ngươi không phải nói thương chiêu tông là người của ngươi sao ô thường mắt lạnh quét về phía hắn. Ngươi muốn làm gì, đốc phô hư, không phải ta muốn làm gì, tấn quốc sắp đông trinh, thương chiêu tông lại trắng trận tập kết nhân mã, chuẩn bị đối kháng, ngươi không dự định cho chúng ta một lời giải thích sao. Ô thường, vì cái này mà đến tìm ta, làm đạo lâm, thương chiêu tông tập kết nhân mã yên quốc, không giống như là làm dáng. Ô thường, cái này còn cần giải thích sao, nếu như hắn không tích cực, tam đại phái bên yên quốc có thể bàn giao qua sao. Ta nói qua yên quốc thất bại, hắn tự nhiên sẽ để yên quốc bại vong làm quá rõ ràng người cảm thấy tam đại phái của yên quốc còn có thể để hắn thống ngự tác chiến sao bại cũng phải nhìn phương thức phương pháp các ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng không hiểu chứ lam đạo lâm không phải chúng ta không hiểu mà là chúng ta không hiểu ngươi là ngươi để chúng ta không yên lòng ngươi tốt nhất đừng dở trò với chúng ta ô thường lập tức đối chọi gay gắt ngữ khí len ken. ta dở trò thì thế nào sắc mặt lam đạo lâm khó chịu ô thường không nhược làm người có xúc động muốn động thủ. Đốc phô hư thì không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt, có vẻ như muốn ngồi xem hai người động thủ đánh nhau. Bất quá hai người chung quy chỉ là ném lời hung ác, lại không chỉ giao thủ một lần, thật muốn động thủ đánh nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh cũng không có ý nghĩa. Lời không hợp, lưu lại cũng không có ý nghĩa, không thấy mặt còn tạm được, làm đạo lâm hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, thái độ rất rõ ràng, người dở trò thử một chút xem. Đuổi hai người đi, ô thường quay đầu nhìn về phía hắc thạch hắc thạch lặng lẽ đến gần chờ phân phó ô thường hờ hững nói đã qua lâu như thế triệu đính kia còn không có triển khai động tác tiếp theo sao hắc thạch cẩn thận trả lời còn không có sau lần kia thì không có tiếp xúc qua với thuộc hạ ô thường trầm giọng nói trước đó ngươi tiếp xúc hắn có phải nói cái gì không nên nói đả thảo kinh xà hay không hắc thạch vội nói thánh tôn minh giám thuộc hạ cực kỳ cẩn thận tuyệt không có nói cái gì không nên nói Mao Lư Sơn Trang và Triệu Đính liên hệ cũng ở trong lòng bàn tay của chúng ta, song phương vẫn duy trì liên hệ, không hề đả thảo kinh xà, chỉ là Mao Lư Sơn Trang rất cẩn thận, rõ ràng còn ở trong quan sát. Ô thường, quan sát lâu như thế, đám người kia khó tránh khỏi cẩn thận quá mức rồi, chương 2265, kéo không được nữa, hai. Hắc thạch, hiện tại đối phương cũng không chắc chắn, loại sự tình này cẩn thận một chút cũng có thể lý giải. Ô thường, tình huống bên tư thiếu đông và thanh cửu cũng không có thay đổi sao hắc thạch, giống như ta, không có quá nhiều phản ứng, hẳn đều ở trong quan sát của Mao Lư Sơn Trang. Nhìn trạng thái cẩn thận của Mao Lư Sơn Trang, đoán chừng sau đó còn sẽ có thăm dò tiến thêm một bước, không có niềm tin tuyệt đối sợ là sẽ không dễ dàng động thủ. Ô thường nhìn phương xa, tóc dài theo gió, nhưng ta không có biện pháp chờ đợi thêm nữa, hai lão quỷ kia tự mình tìm tới cửa, đối mặt thế tiến công của Tấn Quốc, ta có thể để thương chiêu tông tiêu cực chống cự sao. Ta cũng không có thể để Tấn Quốc đình chỉ tiến công, gây nên hai lão quỷ hoài nghi hết thảy đều phí công động thủ đi hắc thạch ngạc nhiên không hiểu hắn có ý gì thử hỏi động thủ ô thường kéo không được nữa mao lư sơn trang giúp đỡ thương chiêu tông thượng vị cho rằng yên quốc liên thủ với hàn quốc đủ để chống đỡ tấn quốc một đoạn thời gian cho nên bọn hắn có rất nhiều kiên trì từ từ làm nhưng lại không biết bên chúng ta và hai lão quỷ phát sinh cái gì chúng ta không có biện pháp kéo nữa chiếu theo nhịp điệu của bọn hắn mong đợi bọn hắn động thủ với hai lão quỷ còn không biết phải chờ tới thời điểm nào. Quay đầu lại nhìn chăm chú nói, thực thi bí mật khống chế triệu đính. Hắc thạch cả kinh, thánh tôn, xuống tay với triệu đính, sợ là không có tác dụng gì. Ô thường lấy ngữ khí không thể nghi ngờ nói, cứ làm, ta tự có dự định, hắn đã nói như vậy rồi, hắc thạch còn có thể nói cái gì, chỉ có thể chắp tay lĩnh mệnh. Vâng, sơn cốc, dưới bóng đêm, triệu đính lại nghe được hương rượu, theo hương rượu tìm tới, không ngoài dự liệu, lại nhìn thấy hắc thạch ngồi ở trên cây thông uống rượu giải sầu. Triệu đính chỉ ở phụ cận quan sát một thoáng, không có kinh động hắn, sau đó muốn xoay người rời đi. Trong lòng hắc thạch thầm mắng một tiếng, quay đầu lại, có vẻ như nói lời say. Qua đây, triệu đính sướng sờ, quay đầu lại, thấy hắc thạch nhìn chằm chằm mình, xác nhận là đang nói chuyện với hắn, lập tức đi tới hành lễ. Trưởng lão, đi theo ta, hắc thạch mơ hồ nói, bồng bình bay xuống, rơi vào dưới sơn cốc. Triệu đính do dự một chút, lại không dám không theo, cuối cùng phi thân xuống. Dưới sơn cốc, nhìn thấy hắc thạch, cũng nhìn thấy bên người hắc thạch nhiều ra một người, tóc dài xóa vai, cánh tay để trần, khí thế bức người, trừ ô thường còn có thể là ai. Triệu đính cả kinh, tranh thủ tiến lên hành lễ, tham kiến thánh tôn, nửa ngày không được đáp lại, mới ngẩng đầu nhìn trộm, kết quả thấy ô thường đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, sợ đến kinh hoàng cúi đầu, trong lòng ý nghĩ tung bay, không biết hắc thạch mang mình tới gặp ô thường là có ý gì trong lòng hắc thạch cũng ý nghĩ tung bay, không hiểu nổi ô thường tự thân xuất mã đối phó triệu đính là có ý gì. Hiện trường an tĩnh một lúc, ô thường rốt cục lên tiếng. Ai bảo ngươi tới thăm dò hắc thạch, lời này vừa nói ra, sợ đến triệu đính sắp nứt cả tim gan, mãnh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi. Trạng vạng tối, bên một khe núi, sóng nước lấp loáng. Triệu đính mặc thường phục, dịch dung đi đến ven hồ, nhìn chung quanh, đi tới bên một tảng đá lớn, tiện tay rút cây cỏ dại, cắm ở trong khe đá, sau đó đứng ở bên cạnh tĩnh lặng chờ đợi nội tâm kinh hoàng không người biết được đợi một hồi lâu ven hồ xuất hiện một trận gợn sóng có người nổi lên mặt nước từng bước một đi tới triệu đính ra thủ thế đối phương cũng ra thủ thế lúc này song phương mới yên tâm đi tới chạm mặt không phải bảo ngươi có việc ở địa điểm chỉ định đặt mật thư là được sao chuyện gì vội vã gặp mặt trong ngữ khí của người đến lộ ra không cao hứng nhưng triệu đính nhìn về phía sau hắn dường như nhìn thấy đồ vật gì người đến tâm sinh cảnh giác vội vàng quay đầu nhìn lại triệu đính nhân cơ hội lắc người rời đi nhanh chóng chạy mất người đến quay đầu lại rõ ràng ý thức được không bình thường cũng mặc kệ triệu đính trốn chạy lắc người bắn về hồ nước vội vàng trốn vào trong nước trong rừng một thân ảnh bắn ra chính là ô thường dấn thân lao vào trong hồ mà triệu đính thì ở trong núi rừng không nhanh không chậm đi tới bên người hắc thạch thân hình lảo đảo dường như chạy trốn đã tiêu hao hết khí lực mang theo vài phần cầu xin nói trưởng lão thuốc giải Hắc Thạch bình tĩnh nói, đợi đến xác nhận ngươi không có gian lận, tự nhiên sẽ cho ngươi. Vừa mới nói xong, trong hồ nước truyền đến nổ vang kịch liệt, đại diện tích nước hồ nổ lên, hai người đồng thời nhìn lại, Hắc Thạch kinh ngạc, người trốn chạy có thể giao thủ với Thánh Tôn. Mặt hồ to lớn giống như rời sông lấp biển bốc lên, sau một phen động tính kịch liệt, mới thấy bóng người nhảy ra. Ô thường lắc mình hạ xuống, trên tay sách một người ướt súng. Người kia miệng mũi chảy máu, lại bị ô thường kéo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra chân dung đang thở hổn hển nhìn chằm chằm triệu đính trong ánh mắt triệu đính tràn đầy âm u đến mức độ này hắn cũng không để ý đến cái gì ô thường tu sĩ nguyên anh kỳ là người nào lời này không biết hắn đang hỏi ai phát hiện có thể giao thủ với ô thường hắc thạch hoài nghi là tu sĩ nguyên anh kỳ lúc này được xác nhận nhìn lại khuôn mặt của đối phương bật thốt lên gia cát trì thuộc hạ gặp qua chân dung được thôn dân miêu tả không sai là hắn ngươi chính là gia cát trì ô thường ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không sai, rơi vào tay hắn chính là Gia Cát Trì, thờ hồn hển không lên tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Ô thường vỗ một trường lên vai Gia Cát Trì, cũng tiện tay buông hắn ra. Gia Cát Trì lảo đảo lùi về sau hai bước, hình như có chút ngoài ý muốn, bởi vì đối phương mở ra cấm chế trên người hắn. Ô thường theo dõi hắn, dám thẩm thấu đến bên người ta, lá gan không nhỏ. Ta biết này không phải hành vi của một mình ngươi, sau lưng ngươi còn có một nhóm người ta biết các ngươi muốn làm gì, ta không giết ngươi, để chứng minh thành ý của ta, ngươi mang lời trở về thương lượng với những người khác, nói ta có biện pháp diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, nhưng cần các ngươi phối hợp. Sẽ có người ở trong này chờ các ngươi hồi phục, thương lượng tốt rồi, phái người đến bàn bạc với ta. Hắc Thạch nghe vậy ngạc nhiên, có chút không hiểu nổi ô thường có ý gì. Gia Cát chỉ cảnh giác lùi về sau, xác nhận là thật thả mình đi, liền nhanh chóng lắc mình rời đi. Đợi người triệt để không còn bóng dáng, Hắc Thạch Hồ nghi hỏi, Thánh Tôn, ngài làm như vậy, bọn hắn có thể phái người đến sao? Ánh mắt ô thường trầm lạnh, sẽ, những người kia dã tâm không nhỏ, dù không muốn hợp tác, khẳng định cũng muốn biết ý đồ của ta, sẽ phái người đến. Rút lời lắc người rời đi, hiện trường còn lại hai người, đột nhiên Hắc Thạch phung tay, mang theo lực lượng gào thét, cạch. Triệu đỉnh không kịp trở tay như gặp phải thiết phiến, cả người bị hất bay ra ngoài, đập xuống đất, nửa khuôn mặt bị đánh không còn. Người nha, đều ôm hy vọng không thể thực hiện được hắc thạch liếc thi thể nằm trên đất nói thầm một tiếng lại nhìn hồ nước đã từ từ bình tĩnh lại y nguyên lòng vẫn còn sợ hãi không nghĩ tới đối phương phái ra người liên lạc với triệu đính cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ may là lần này ô thường tự thân xuất mã nếu để hắn đến bản thân sẽ là kết cục gì hắn không dám tưởng tượng ai có thể nghĩ đến hắn không thể không âm thầm hoảng sợ bên mao lư sơn trang cẩn thận đề phòng đoán chừng đối phương cũng không nghĩ tới ô thường sẽ đích thân ra tay dù triệu đĩnh bại lộ cũng không bắt được người. Phủ thành Nam Châu, Mật Thất Phương Phủ, Thương Chiêu Tông, Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình lại lần nữa định ngày hẹn nghiêu hữu đạo. Đại chiến dường như không thể tránh khỏi, trừ nhân mã và vật tư điều phối đúng chỗ, chủ soái cũng phải đích thân tới tiền tuyến tỏa chấn. Này cũng là nguyên nhân Thương Chiêu Tông tới gặp, hắn và Mông Sơn Minh muốn đích thân đi tới tiền tuyến tỏa chấn chỉ huy. chương 2266, thời gian không chờ ta. Đối với điểm này, nội bộ triều đình yên quốc hơi có chút lực cản, mặc kệ là hảo tâm hay vì biểu thị trung tâm, nói chung các triều thần đều cảm thấy thương chiêu tông lấy thân phận nhiếp chính vương tới tiền tuyến là không thích hợp, một khi thương chiêu tông ra ngoài ý muốn, sẽ làm toàn bộ yên quốc dung chuyển. Các triều thần ý tứ là, cảm thấy có mông sơn minh làm chủ soái đi tới là đủ rồi. Dựa theo nghiêu hữu đạo nói, sự tình phương diện này nếu như không tất yếu, hắn sẽ không nhúng tay, bảo thương chiêu tông buông tay đi làm, nhưng sự tình không nhỏ, Động tác này của Thương Chiêu Tông cho thấy lập trường, cũng là muốn biết Nhiêu Hữu Đạo phải chăng còn có an bài khác. Nhiêu Hữu Đạo nghe xong hơi trầm mặc, ý kiến của các triều thần dường như cũng có chút đạo lý, yên quốc to lớn đích xác cần người tỏa chấn, mông soái làm chủ soái đi tới không được sao. Hắn không cho rằng năng lực chỉ huy tác chiến của mông Sơn Minh không bằng Thương Chiêu Tông, chỉ sẽ càng mạnh mà thôi. Mông Sơn Minh lên tiếng, mang theo vài phần thở dài. Đạo ra, mông Sơn Minh đã già, tinh lực không ăn thua, thường xuyên bị buồn ngủ, khi chiến sự nổi lên, cả ngày lẫn đêm không ngủ, sợ là không làm được. Tuy lão phu muốn vác gánh nặng, nhưng thân bất do so kỷ, thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lo lắng làm lỡ đại sự. Có lẽ có vương gia ở bên người phụ trợ càng thích hợp. Mà các thế lực của Yên Quốc tập hợp thành nhân mã, thay đổi người khác đến hiệu lệch, e là cũng khó có thể dễ dàng sai khiến. Vương gia tự mình nắm giữ ấn soái đích xác là lựa chọn tốt nhất. Không nói còn không để ý, ánh mắt nghiêu hữu đạo rơi vào trên mặt mông sơn minh phát hiện những năm qua mông sơn minh đích xác già nua hơn không ít tóc đã hoa dâm gần hết tuy con mắt còn tính hữu thần nhưng cho người cảm giác là cố trống tinh khí thần đích xác là không lớn bằng lúc trước hắn trầm mặc suy tư hỏi nói như thế sự tình này vương gia đã thương lượng với mông soái xong rồi thương chiêu tông phải chiến sự ở phía trước không trôi chảy ta ở phía sau làm sao tự mình tỏa chấn vẫn sẽ bộc phát loạn tượng chỉ có chiến sự trôi chảy mới có thể ổn định nhân tâm. Sau khi thương nghị, chúng ta nhất trí cho rằng, sự tình chiến sự là quan trọng nhất, ta tự mình đi tỏa trấn là thích hợp nhất. Nếu như ta ở hậu phương chỉ huy, quân tình phản ứng trì trệ, bất lợi cho tác chiến. Như hiếu đạo, chỉ cần nội bộ Yên Quốc không ra vấn đề, các ngươi nhìn đó mà lo liệu. Thương Triều Tông, bên Triều Đình, có Lam Tiên Sinh và Cao Kiến Thành, lại có Thương Vĩnh Trung Phất Cờ Hò Gieo, sẽ không có vấn đề gì. Như Hữu Đạo biết rõ tính quyết định thắng bại không ở trên thân những người này, mà ở giữa hắn và ba thánh, nhưng những người này là yểm hộ to lớn nhất trước mắt của hắn, lúc nên làm dáng hắn sẽ không ngăn cản. Cuối cùng Từ Từ nói, chỉ cần các người cảm thấy không có vấn đề, cứ việc buông tay đi làm, bên ta các ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá ý kiến của các triều thần cũng không phải không có đạo lý, nói vậy bên Tấn quốc cũng biết, chỉ cần vương gia có chuyện, nội bộ Yên quốc tất loạn, Tấn quốc khả năng sẽ không tiếc đại giá nhằm vào vương gia hạ thủ không thể không phòng. Thương Chiêu Tông, chúng ta sẽ cẩn thận, bên Tam Đại Phái sẽ điều phối nhân thủ phối hợp. Nghiêu Hữu Đạo, mang Hồng Nương theo đi. Hồng Nương, đám người Thương Chiêu Tông có chút không rõ. Ai biết nói đến Quản Phương Nghi, Quản Phương Nghi liền đến rồi, vội vã đi tới, đến bên người Nghiêu Hữu Đạo, cúi người thì thầm, đạo ra, ra cát trì trở về, bị thương. Ánh mắt Nghiêu Hữu Đạo lộ ra tinh quang, đứng lên, lập tức tiếp lời lúc trước, nhìn mấy người tiếp tục nói, vương ra, Hồng nương là người phụ trách của Mao Lưu Sơn Trang bây giờ, nàng đi theo người danh chính môn thuật. Thứ hai là Hồng nương ở bên cạnh ngươi có thể đề phòng tập kích ngoài ý muốn, trừ khi ba thánh tự mình ra tay, bằng không Hồng nương có thể bảo đảm vương gia an toàn. Quản Phương Nghi ngạc nhiên, không biết có ý gì. Ba người Thương Chiêu Tông nhìn nhau, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói có chút hoài nghi, hoài nghi thực lực của Quản Phương Nghi, nghe cảm giác như nói dưới ba thánh, Quản Phương Nghi không người có thể địch vậy, điều này có thể sao? nhưng đạo gia đã nói như vậy hẳn là có nguyên nhân nhiều nhân thủ cũng không phải chuyện xấu gì thương chiêu tông không có ý kiến gật đầu nói được cái khác các ngươi nhìn lo liệu ta còn có chút sự tình phải xử lý sẽ không quấy dày nghiêu hữu đạo gật đầu ra hiệu cũng không dài dòng nhanh chóng xoay người rời đi vân cơ và quản phương nghi cũng nhanh chóng đi theo đạo ra đi thong thả ba người thương chiêu tông chắp tay đưa tiến đều nhìn ra bên nghiêu hữu đạo dường như có chuyện gì khẩn cấp bởi vì rất ít gặp nghiêu hữu đạo cấp bách như vậy gia cát trì ngồi ở trên ghế khí sắc khó coi vừa thấy nghiêu hữu đạo trở về hai tay chống đỡ muốn đứng lên nghiêu hữu đạo biết hắn bị thương không nhẹ lập tức đưa tay nhấn hắn ngồi xuống quản phương nhi cũng tiện tay kéo ghế qua đặt ở phía sau nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo thuận thế ngồi xuống hỏi gia cát trì tình huống thế nào thần sắc gia cát trì ngưng trọng ô thường tự mình ra tay rồi ta không phải đối thủ của hắn giao thủ bất quá mười mấy chiêu đã bị hắn đả thương bắt sống, bất quá không ra người dự liệu, bên kia không có làm khó dễ ta, thả ta trở về. Lần này hắn phụ trách liên lạc với triệu đính, là mạo hiểm rất lớn, bởi vì bên này đã sớm biết ô thường nắm giữ tình huống, ở dưới mí mắt của ô thường kiếm chuyện, không nguy hiểm mới là lạ. Nhưng nhiều hữu đạo dự đoán là, dù có việc, cũng sẽ hữu kinh vô hiểm, cho nên mới dám để cho ra các chỉ đi mạo hiểm. Bất quá nghiêu hữu đạo không nghĩ tới ô thường sẽ đích thân ra tay, này làm hắn cảm nhận được ô thường cấp bách, truy hỏi, nói tỉ mỉ một chút. Triệu đính truyền tin tức, nói có chuyện quan trọng, chủ động định ngày gặp mặt. Gia Cát chỉ tỉ mỉ nói ra tình huống, trên thực tế cũng không có gì để nói, quá trình thật rất giản đơn, ô thường ra tay sạch sẽ gọn gàng, bắt được hắn chỉ nói vài câu, sau đó trực tiếp hắn thả, toàn bộ quá trình cũng rất ngắn ngủi. Sự tình đã thể hiện ra ô thường cấp bách, cũng thể hiện ra ô thường làm việc quả đoán. Lữ vô song nghe xong hừ lạnh, mà đầu này biết rõ xào huyệt của chúng ta ở nơi nào, còn cố ý giả vờ giả vịt bắt triệu đính để che giấu, buồn cười. Chuyện đến nước này, mọi người đều hiểu dụng ý khi nghiêu hữu đạo lưu triệu đính, chính là cho ô thường dùng để che giấu, bằng không ô thường không tìm được phương thức không đả thảo kinh xà liên hệ bên này. Nghiêu hữu đạo đứng dậy bồi hồi, suy tư, bỗng nhiên thở dài. Lại kéo mấy tháng cũng không được, xem ra ô thường là thật kéo không được nữa, thời gian không chờ ta xoay người lại nhìn mọi người nói, xem ra ô thường đích xác có biện pháp giải quyết Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, ta phải đi gặp mặt hắn nói chuyện. Người đi, quản phương nghi kinh hô một tiếng, người khác cũng giật mình không nhỏ, Lữ Vô Song trầm giọng nói, người tự mình đi gặp ô thường. Này quá nguy hiểm, không được, như hữu đạo, chúng ta ai đi đều giống nhau, đều là mạo hiểm. Sự tình cũng không nguy hiểm như các người nghĩ, ô thường thật muốn động thủ mà nói, cũng không cần phải phí công phu này, hắn đích xác là không kịp đợi, Hiện tại mục tiêu chủ yếu của hắn là Lam đạo lâm và đốc vô hư, theo hắn, chúng ta đều nắm ở trong lòng bàn tay của hắn, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, hắn không tất yếu động thủ với chúng ta dẫn đến đả thảo kinh xa. Cho nên các người có thể yên tâm, lần này đi sẽ không nguy hiểm. Lữ vô song, ta hiểu rõ ô thường hơn ngươi, ô thường kia hay thay đổi thất thường, sự tình gì cũng có khả năng làm được. Ngươi không thể đi, một khi ngươi có chuyện, bên chúng ta không tín nhiệm nhau sẽ ra vấn đề, đổi người khác đi dù xảy ra sự tình, cũng không đến nỗi vỡ bàn. chương 2267, trực diện ô thường. Sự tình đã đến mức độ này, sắp thành lại hỏng không đáng. Người thân là người cầm lái, tự mình đi mạo hiểm, không sáng suốt. Ra các chỉ chậm rãi đứng lên, để ta đi cho, ta và hắn gặp mặt qua, ta lại đi khai thông cũng không có gì, hắn muốn giết ta cũng không tất yếu trở đến lần này, có cái gì cần làm, có thể nói cho ta. Hắn tự mình trải qua, tin tưởng như hữu đạo phán đoán, trước đó nghiêu hữu đạo nói hữu kinh vô hiểm quả nhiên là hữu kinh vô hiểm bây giờ nghiêu hữu đạo còn nói không có việc gì hắn cảm thấy sẽ không có vấn đề gì nghiêu hữu đạo xua tay ta tự mình đi cứ định như thế thấy hắn thái độ đã quyết lữ vô song không nói hai lời xoay người đi ra nghiêu hữu đạo ngược lại nhìn quản phương nghi nói vương gia muốn đi tiền tuyến bây giờ thân phận của vương gia quan hệ đến toàn bộ yên quốc bên tấn quốc sẽ không tiếc đại giá ngươi chuẩn bị một chút cùng vương gia lên đường phụ trách bảo hộ vương gia, không được để vương gia và mông soái xuất hiện ngoài ý muốn. Quản phương nghi lo lắng, cái này dễ nói, chỉ là người tự mình đi gặp ô thường. Lữ vô song nói không sai, thật quá nguy hiểm, nghiêu hữu đạo, đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Quay đầu lại hỏi Gia Cát Trì, thương thích của người thế nào? Gia Cát Trì, thương thế không nhẹ, nhưng không tính quá nặng, không có gì đáng ngại. Đi gặp ô thường, ta tới càng thích hợp, lại bại lộ người khác, khả năng sẽ khiến cho ô thường hoài nghi nghiêu hữu đạo dù ta bại lộ ô thường cũng sẽ không coi ta là chuyện to tát bên ngoài mật thất truyền đến tiếng bước chân viên cương đến lữ vô song theo ở phía sau rõ ràng là thấy mình nói không được mới kéo viên cương tới viên cương đi tới trước mặt nghiêu hữu đạo hỏi không đi không được sao nghiêu hữu đạo ta là người rõ ràng tình huống nhất thuận tiện gặp thời quyết đoán cũng dễ dàng nhận biết thái độ của ô thường là thật hay giả không có nhân tuyển thích hợp hơn ta viên cương được vậy ta đi với ngươi lữ vô song trợn to hai mắt nàng vốn muốn viên cương đến khuyên nghiêu hữu đạo ai biết viên cương không chỉ không khuyên trái lại muốn đi theo mạo hiểm nghiêu hữu đạo trầm giọng nói đừng nhiều chuyện viên cương ngươi không phải nói sẽ không có nguy hiểm sao nghiêu hữu đạo bị hắn hỏi không còn gì để nói viên cương đã không nguy hiểm ta đi không sao cả còn nữa mang vân cơ theo một khi có biến thực lực của ta có thể ngăn ô thường có thể tranh thủ thời gian để vân cơ mang ngươi thoát thân đạo gia Ngươi không thể có chuyện, một khi ngươi có chuyện, không ai chủ trì đại cục, chúng ta ai cũng không chạy được, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Ô Thường. Coi như ta rơi ở trên tay Ô Thường, hắn cũng sẽ không nóng lòng giết ta, nhất định muốn biết ta và Lữ Vô Song đến cùng phát sinh chuyện gì, ngươi còn có cơ hội cứu ta. Mọi người đều kiến thức qua thực lực của hắn, có thể một đao chém giết nguyên sắc, nhất định có thể dọa được Ô Thường, tranh thủ thời gian để Vân Cơ mang theo nghiêu Hữu đạo thoát thân. Cứu ngươi đi ra, Lữ Vô Song nổi giận cứu cái gì hả, chuyện đến nước này, người rơi vào tay ô thường thử xem, ai cũng không cứu được ngươi. Viên cương liếc nàng một cái, không có thời gian để ý. Phản ứng này làm lữ vô song tức giận đến quá sức, hảo tâm thành lòng lang giả thú, hận không thể một đao đâm chết hắn. Như hữu đạo trầm mặc, sau khi cân nhắc lợi hại được mất, một hồi lâu sau, hắn dương mắt nhìn viên cương. Nàng nói không sai, thật ra ngoài ý muốn mà nói, chỉ sợ ai cũng không cách nào cứu được ngươi. Viên cương, vậy thì báo thù cho ta, này sẽ tốt hơn mọi người đều chết nha. Nghiêu Hữu đạo quay đầu lại nhìn vân cơ, quả đoán nói, theo hắn nói lo liệu, người cũng đi, sẽ không có sự tình, tạm cho là phòng ngừa vạn nhất. Được, vân cơ gật đầu, nàng minh bạch, dựa theo viên cương nói, nguy hiểm nhất trái lại là viên cương. Nàng cũng coi như hiểu rõ viên cương, viên cương đã nói như vậy, đến thời điểm đó tất nhiên sẽ liều mạng bảo vệ bọn hắn thoát thân. Nghiêu Hữu đạo nhìn mọi người, chuẩn bị một chút, Mấy ngày này chọn thời gian thích hợp xuất phát. Lữ Vô Song tức giận, thật sự rất tức giận, hất tay rời đi. Đêm đó, trên giường, nam nữ mỗi người ngủ nửa bên, Viên Cương nghiêng người nhìn ra ngoài. Lữ Vô Song nằm thẳng, nhìn chằm chằm trần nhà suốt thần hồi lâu, đột nhiên hỏi, có thể nghe ta khuyên một lời, đừng đi được không? Viên Cương, không được, Lữ Vô Song, vạn nhất ngươi không về được, ta làm sao lo liệu? Viên Cương không nói, Lữ Vô Song vươn mình bỗng vượt qua giới hạn vô hình kia, chủ động từ phía sau ôm viên cương, thân thể dán vào chặt chẽ. Viên cương bắt được tay nàng, muốn sốc lên, lữ vô song lập tức nắm chặt y phục của hắn không thả. Đã lâu như thế, người để tay lên ngực tự hỏi, ta đối với người thế nào? Nếu như người không chịu, lúc trước có thể cự tuyệt, bây giờ tính là chuyện gì xảy ra? Lúc người sống buộc ta thủ hoạt quả, nếu như người chết rồi, ta liền chân chính trở thành quả phụ, nam tử hán đại trượng phu, người bằng cái gì cay nghiệt với ta như vậy. Viên cương trầm mặc, lữ vô song tức giận dùng sức xoay người hắn, thân thể ép ở trên người, môi dán vào môi. Hắc thạch bước nhanh tới vách núi, đi tới bên người ô thường. Thánh tôn, Mao lưu Sơn Trang phát ra tin tức, lệnh người tiếp xúc thanh cửu và tư thiếu đông hỏa tốc rút đi. Hẳn là bị chúng ta động thủ với gia cát chỉ quấy nhiễu. Ô thường lầm bầm lầu bầu, đáng tiếc, đáng tiếc thời gian không đợi ta, không có biện pháp. Hắc thạch hiểu ý tứ của hắn, bên này có thể an bài ra cát chỉ, hai nơi khác rất có khả năng an bài hai cao thủ nguyên anh kỳ khác, đúng lúc ra tay mà nói, hẳn có thể biết rõ hai người kia là ai, rất có khả năng là tu sĩ nguyên anh kỳ chưa thăm dò ra thân phận ẩn giấu. Nhưng bên này không dám đả thảo kinh xa, nhất định phải làm bộ là thông qua triệu đính mới phát hiện, một khi đồng thời biết hai nơi khác, Mao Lư Sơn Trang không nghi ngờ bại lộ mới là lạ, đám nguyên anh kỳ che giấu thân phận kia không trốn đi mới lạ. Bất quá hắc thạch tự nhiên là phải trấn an chỉ cần nắm giữ phần lớn, sau khi giải quyết, không lo không có người mở miệng, còn lại ba dưa hai táo không đáng lo. Ô thường, bên kia, người mau lư sơn trang đến chưa? Hắc thạch, trước mắt còn không có, đã an bài người chờ, chỉ cần đến, sẽ lập tức thông báo. Ô thường, tiếp tục chờ, lấy dã tâm của bọn hắn, dù hoặc rất lớn, sẽ đến, bọn hắn ước gì ta và hai lão quỷ kia tự giết lẫn nhau. Hắn dự đoán là chuẩn xác, người không chỉ đến, hơn nữa còn là nghiêu hữu đạo tự thân xuất mã hắn coi trọng tự mình ra tay, như hữu đạo cũng không kém bao nhiêu, cũng cực kỳ coi trọng tự mình đến. Trời xanh mây trắng phản chiếu mặt hồ, như hữu đạo dịch dung cùng vân cơ dắt tay nhau đi đến, rơi ở bên cự thạch. Hai người đều hóa trang nam nhân, vừa hiện thân, trong núi rừng lập tức bay ra một người, cảnh giác hỏi, người nào? Như hữu đạo, ô thường mời, đến nơi hẹn, người đến nhìn chằm chằm hai người đánh giá một phen, xoay tay lại vẫy vẫy, trong núi rừng, một con kim xí nhanh chóng lao ra, biến mất ở xa xa người đến quay đầu lại nói hai vị khả năng phải chờ một chút nghi thánh tôn từ khí vân tông tới cần một chút thời gian nghiêu hữu đạo ừng một tiếng không nói gì nữa ước chừng hơn một canh giờ không trung truyền đến thanh âm phá không một bóng người lóe lên lơ lửng giữa trời nhìn xuống phía dưới chính là ô thường người rốt cục đến rồi nội tâm hắn âm thầm thở dài chỉ sợ những người này cẩn thận quá mức sẽ giống như trước kéo dài không biết bao lâu may là lần này không kéo nữa bằng không hắn thật không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể động thủ với Mao Lư Sơn Trang. như Hữu Đạo và Vân Cơ ngẩng đầu nhìn, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Ô Thường lắc mình rơi xuống đất, đánh giá hai người, phát tay ra hiệu, người kia chắp tay lui ra, nhanh chóng lảng tránh. Chương 2268, sự tình này không thể thiếu nàng một. Nưu Hữu Đạo và Vân Cơ cũng đánh giá hắn, song phương đều là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, đều quan sát đối phương. Bỗng nhiên Ô Thường nghiêng đầu nhìn trời chỉ thấy một con phi cầm cỡ lớn vượt qua bầu trời vào tới. Người tới chính là viên cương sau khi dịch dung, ở phía xa phát hiện ô thường lộ diện, lập tức tới rồi. Ngồi ở trên lưng phi cầm cỡ lớn, tam hống đào đặt ở bên cạnh, sở dĩ như vậy là bởi vì hình thể của hắn quá rõ ràng, như vậy có thể che giấu, không đến cuối cùng bị bất đắc dĩ, hắn sẽ không bại lộ thân phận của mình. Một mình điều động phi cầm cỡ lớn chạy tới, xoay quanh ở trên bầu trời, một khi có biến, hắn sẽ lập tức ra tay, Vân Cơ không đến nỗi ngay cả chút thời gian như vậy cũng tranh thủ không đến. Hắn đã cùng Vân Cơ lén lút khai thông, Vân Cơ cũng đáp ứng, mặc kệ phát sinh biến cố gì, cũng phải bảo vệ Ngưu Hữu Đạo an toàn. Thấy Ô Thường nhìn chằm chằm bầu trời đánh giá, Ngưu Hữu Đạo lên tiếng. "Không cần khẩn trương, là người tới tiếp ứng chúng ta." "Khẩn trương?" Ô Thường đáp lại một câu, trong nội tâm khinh thường, ta một thân một mình đến nơi hẹn, các ngươi còn an bài tiếp ứng, đến tột cùng là ai khẩn trương? bất quá hắn cũng lười phí miệng lưỡi, trực tiếp hỏi ai là chủ sự lần này. Nghiêu hiểu đạo, ta xem như thay mặt đi, ô thường, xem như, ta muốn không phải xem như, ngươi có thể đại biểu bên các ngươi sao. Nghiêu hiểu đạo, ta đã đến, tự nhiên là có quyền hạn đại biểu nhất định, ít nhất đại biểu có tư cách nói chuyện với ngươi. Tư cách, trong lòng ô thường khinh thường, nhưng không tất yếu trào phúng cái gì, có chuyện nói thẳng. Ta muốn làm gì, các ngươi biết, các ngươi muốn làm gì, ta cũng biết, chúng ta có mục tiêu cộng đồng, có thể hợp tác. Nghiêu hữu đạo, hợp tác như thế nào? Ô thường, nhằm vào Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, không ngại trước tiên giải quyết bọn hắn, chúng ta lại phân thắng bại. Nghe không tệ, nhưng Nghiêu hữu đạo lại hỏi, hợp tác như thế nào? Vân cơ nghe vậy, lòng cực kỳ đề phòng, đối mặt cửu thánh, trong nội tâm nàng còn rất căng thẳng. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua ô thường, cũng đại khái nhìn ra đầu mối. Hắn hờ hững trả lời, kỳ thực không phức tạp như vậy, cũng rất đơn giản có lúc biện pháp càng đơn giản càng có hiệu quả, kết quả cũng sẽ rất đơn giản, chúng ta liên thủ, diệt hai lão quỷ kia đi là được. Nghiêu hữu đạo, có đơn giản như thế sao? Theo ta được biết, thời kỳ cửu thánh ngự trị, các người liên thủ là một sự tình không phải không có, cũng không thấy các người ai giết chết được ai. Ô thường không thích có người cùng hắn đàm phán như vậy, đặc biệt là người hắn khinh thường, nếu không phải những người này diệt trừ đám người nguyên sắc, thể hiện ra bản lĩnh thắng được hắn coi trọng, hắn cũng sẽ không kiên trì như vậy dù trong lòng không thích, nhưng lúc này vẫn nhẫn nại nói, trước khác nay khác, trước đây không có cơ hội, nhưng hiện tại không giống, thuật pháp điều khiển vô biên ma vực của ta đã đến cảnh giới mới. Trước đây vô biên ma vực của ta chỉ có thể nhốt người, không cách nào phát huy tác dụng hiệp trợ quá lớn, bây giờ bất đồng, trong các người có người ở hoang trạch tử địa liên thủ với ta diệt trừ tuyết lão yêu bà, hắn kiến thức qua năng lực hiệp trợ của ta, nếu các ngươi không tin có thể hỏi hắn một chút. Nhiều hữu đạo tin tưởng hắn nói, Bằng không đối phương sẽ không phí hết tâm tư định ngày hẹn như vậy, đã định ngày hẹn đàm phán, khẳng định là bởi vì bên này có thể giúp đỡ đối phương, nhưng hắn có nghi vấn. Sự tình liên thủ ở hoang trạch tử địa ta nghe nói qua, có lẽ người nói là thật, nhưng ta không minh bạch, nếu người thật có bản lãnh này, hoàn toàn có thể lợi dụng một người trong lam đạo lâm hay đốc vô hư, cùng một cái trong đó liên thủ diệt đi một cái khác. Ô thường, người không khỏi nghĩ quá đơn giản, nếu ta thật thể hiện ra loại năng lực này. Ngươi cảm thấy hai lão quỷ kia còn có khả năng liên thủ với ta sao? Kết quả duy nhất chỉ có thể là bọn hắn liên thủ chống lại ta. Nưu Híu đạo còn có nghi vấn, ngươi có nhiều thủ hạ như thế, sau khi ngươi nhốt bọn hắn lại, để thủ hạ của ngươi động thủ không được sao? Tại sao phải liên hiệp chúng ta động thủ? Ô thường, cái gì gọi là vô biên ma vực, chính là vô biên vô hạn, khi thi triển vô biên ma vực không thể tiếp đất, bằng không khống chế ma vực sẽ xuất hiện kẽ hở, hai lão quỷ có đủ thực lực chui xuống đất bỏ chạy các ngươi cảm thấy tu sĩ khác có thực lực quanh quẩn trên không trung sao? Dù có tu sĩ khác liên thủ phối hợp, người cảm thấy thực lực của bọn hắn có hiệu quả đả kích sao? Rất khó thương tới hai lão quỷ này, phổ biên ma vực của ta cũng không thể vô hạn thi triển, chiến đấu đến cuối cùng, hai lão quỷ tất nhiên sẽ thoát thân, hơn nữa còn sẽ đả thảo kinh xa. sau đó đừng hòng dễ dàng lấy thuật pháp này nhốt bọn hắn lại. Này chính là nguyên nhân ta nguyện ý buông tha ra các chỉ liên hệ các ngươi, bên các ngươi hẳn có không ít tu sĩ nguyên anh kỳ chúng ta liên thủ, các người phụ trách công kích, ta phụ trách khống chế vô biên ma vực yểm hộ cho các ngươi song phương phối hợp với nhau, hẳn là có thể diệt hai lão quỷ đi. Nghiêu hiểu đạo cân nhắc một lúc, hỏi, người cảm thấy bên chúng ta phải điều động bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có khả năng thành công? Ô thường, nhân số tự nhiên là phải xem thực lực của các ngươi hơn nữa là càng nhiều càng tốt, càng nhiều người, hiệu suất thành công càng cao, đạo lý này không cần ta giải thích quá nhiều chứ. Nghiêu hữu đạo, người của chúng ta đều hiện thân, một khi giao thủ, sợ là nội tình của chúng ta không ai có thể giấu giếm được con mắt của ngươi, ngươi tính rất hay. Ô thường, nên ẩn giấu như thế nào là sự tình của các ngươi? Như hữu đạo, nếu như ngươi định ngày hẹn là vì sự tình này, vậy ta không cách nào làm chủ, ta cần trở về báo cáo, sau đó ta mới có thể trả lời cho ngươi. Ô thường, tốt nhất đừng để ta chờ quá lâu. Như Hữu đạo, ba ngày, ba ngày sau vào lúc này, chúng ta lại chạm mặt. Được, chờ các ngươi ba ngày. Ô thường nói xong xoay người, lắc mình rời đi đi rất thẳng thắn không tồn tại lề mề gì song phương đều rõ ràng ý đồ của nhau có chút sự tình không cần phí lời giải thích cái gì ba ngày hắn còn chờ nổi chiến sự không đến nỗi bạo phát nhanh như thế dù tính bạo phát cũng không đến nỗi ngay cả mấy ngày cũng không che lấp được hắn vừa đi vân cơ như chút được gánh nặng như hữu đạo nói đi thôi hai người song song bay về phía không trung viên cương lập tức lệnh phi cầm cỡ lớn tiếp bọn hắn nhanh chóng bay khỏi nơi đây Thời điểm vân cơ quan sát bốn phía, không nhịn được hỏi. Vì sao phải chờ ba ngày? Nàng tự nhiên là biết sự tình này không cần đăng báo gì, biết sự tình này như hữu đạo có thể làm chủ. Như hữu đạo, sự tình lớn như thế, nếu như ta ở trước mặt hắn làm chủ, người cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Vân cơ suy tư, minh bạch, kỳ thực như hữu đạo cũng không dự liệu được là sự tình như thế, hắn biết ô thường định ngày hẹn nhất định là vì đối phó Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, nhưng không nghĩ tới sẽ muốn song phương liên thủ trực tiếp lấy phương thức tập sát từ đó có thể thấy ô thường cũng không có biện pháp nào tốt giải quyết hai vị kia. bất quá lần này ngược lại là hữu kinh vô hiểm, ô thường từ đầu tới đuôi không có lộ ra địch ý, có lẽ là vì để bọn hắn yên tâm. nhưng bất kể nói thế nào cũng phải cực kỳ cẩn thận, ít nhất phải giả ra dáng không có trực tiếp về mau lưu biệt viện đông nhiễu tây nhiễu phản hồi miễn gây nên ô thường hoài nghi. sự tình đến mức độ này song phương đều muốn âm đối phương đều không thể làm sự tình quang minh chính đại gì. Mọi người bình an trở về, Lữ Vô Song như chút được gánh nặng, lập tức truy hỏi. chương 2269, sự tình này không thể thiếu nàng hai. Nhiều hiểu đạo không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác thần sắc phản ứng của Lữ Vô Song và Viên Cương không giống thường ngày. Trong ánh mắt Lữ Vô Song nhìn Viên Cương dường như nhiều hơn một tia khác, giống như thê tử ở trước cửa nhà ngóng trông phu quân trở về, khác một trời một vực so với Vô Song Thánh Tôn trước kia. Mà thái độ của viên cương đối với Lữ Vô Song cũng không đông cứng như trước, đã không còn là loại bất đắc dĩ kia. Như hữu đạo chỉ cảm giác không đúng, nhưng không nghĩ nhiều, hiện tại tâm tư của hắn không ở phương diện này, ô thường đề nghị hắn phải tiến hành cân nhắc. Ngao Phong, Côn Lâm Thụ, Tây Hải Đường, Cung Lâm Sách, Yến Trục Thiên, Văn Hoa, Trung Cốc Tử, Triệu Hùng Ca, Vương Tôn, Quản Phương Nghi, Gia Cát Trì, Vân Cơ, danh tự của 12 người này bị hắn ghi ra ở trên giấy, nhằm vào 12 người này cân nhắc hồi lâu trở về lưu lại một ngày mọi người lại lần nữa xuất phát đúng hẹn xuất hiện ở khe núi ven hồ ô thường cũng không có để bọn hắn đợi lâu rất mau thì đến rơi xuống đất lại nhìn phi cầm cỡ lớn xoay quanh ở trên không trung kia ánh mắt thu hồi rơi ở trên mặt nghiêu hữu đạo các ngươi cân nhắc thế nào rồi nghiêu hữu đạo có thể hợp tác nhưng chúng ta chỉ có thể điều động sáu người ô thường sáu người sợ là không đủ a à. ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta các ngươi chỉ có sáu tu sĩ nguyên anh kỳ nghiêu hữu đạo chỉ cần vô biên ma vực của ngươi thật hữu dụng như ngươi nói sáu người đã đủ nếu vô dụng lại đến nhiều người cũng vô dụng ô thường ta nói hữu dụng tự nhiên là hữu dụng chỉ mong các ngươi đừng ra kẽ hở gì nghiêu hữu đạo được cứ định như thế bây giờ nói ngươi chuẩn bị làm sao động thủ đi ô thường đáp ứng sảng khoái như thế các ngươi không sợ ta nhân cơ hội giết ngược lại các ngươi nghiêu hữu đạo muốn giết chúng ta ngươi cũng phải chờ đến khi giết được lam đạo lâm và đốc vô hư đã chúng ta đã dám đến tự nhiên có biện pháp phòng bị bất quá ngươi đã nói đến sự tình này ta ngược lại muốn hỏi ngươi một chút xong việc ngươi có qua sông đoạn cầu hay không ô thường ngươi cảm thấy thế nào nghiêu hữu đạo hiện tại chúng ta muốn một cái hứa hẹn của ngươi ô thường loại sự tình này ta hứa hẹn các ngươi có thể tin sao nếu có thể tin ta có thể cho các ngươi hứa hẹn xong việc ta tha các ngươi rời đi tương lai chúng ta lại tính sổ nghiêu hữu đạo hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời Ô thường, các người có thể tin, ta sẽ không nuốt lời. như hữu đạo, chuẩn bị thời điểm nào động thủ. Ô thường, vẫn ba ngày, ba ngày sau, ở khí vân tông, ta đưa hai lão quỷ tới, ta động thủ nhốt bọn hắn lại, các người phụ trách tiến công. như hữu đạo, ba ngày không đủ, bên ta muốn sáu ngày chuẩn bị. Ô thường, đêm dài lắm mộng, cần lâu như vậy sao? như hữu đạo, bên ta còn cần từ trong thánh cảnh gọi ra ba người tham chiến, vì không kinh động hai lão quỷ kia, e là còn cần ngươi phối hợp ba cái, ánh mắt ô thường lấp lẽ, cái này không thành vấn đề. Trong vòng 6 ngày, lúc người của các ngươi từ trong thánh cảnh đi ra, ngón trỏ đeo nhẫn, sẽ có người an bài đưa ra. Như hữu đạo gật đầu, được, trong vòng 6 ngày, người của chúng ta sẽ chạy tới nơi này. Ô thường, sẽ có người tới tiếp ứng các ngươi, rứt lời xoay người, lắc mình rời đi, đi, như hữu đạo nói, cùng vân cơ bay lên trời, song song rơi ở trên phi cầm cỡ lớn. Viên cương cảnh giới bốn phía, nhanh chóng điều động phi cầm cỡ lớn thoát ly nơi đây mọi người trở lại nam châu quản phương nghi đã sớm xuất lĩnh người mao lưu biệt viện hộ tống thương chiêu tông đi tiền tuyến trở lại mật thất viên cương lập tức dựa theo nghiêu hữu đạo phân phó đưa tin cho côn lâm thụ ngao phong và vương tôn lệnh ba người rời thánh cảnh đến tụ họp bàn giao phương pháp rời đi đồng thời cũng đưa tin cho nguyên tòng bảo hắn đến hội hợp mà nghiêu hữu đạo thì nhanh chóng viết xuống năm phong mật thư lệnh vân cơ tự mình đi một chuyến năm phong thư phân biệt đưa cho Tây Hải Đường, cùng Lâm Sách, Yến Trục Thiên, Văn Hoa cùng Triệu Hùng Ca. Vân cơ mang thư rời đi, như hiểu đạo lấy thân phận vương khiếu đi ra tản bộ, bên ngoài sắc trời đã tối. Trong Phật đường, viên phương mặc áo cà sa, đang dẫn tăng chúng của Nam Sơn tự đọc kinh chiều. Nhìn thấy như hiểu đạo xuất hiện ở cửa, viên phương nhất thời không còn tâm tư tụng kinh, như hiểu đạo nhấc tay ra hiệu, ra hiệu hắn không gấp, tụng kinh xong lại nói, mình thì xoay người rời đi. Viên phương nhẫn nại tiếp tục, sau khi hoàn thành tụng kinh vội vàng bước nhanh ra phật đường nhìn thấy nghiêu hữu đạo đứng chắp tay ở trong đình viện ngẩng đầu nhìn trăng viên phương nhìn quanh bốn phía một chút thu liếm nhịp bước vội vội vàng vàng không nhanh không chậm đi đến bên người nghiêu hữu đạo tạo thành chữ thập nói tiên sinh nghiêu hữu đạo quay đầu lại khẽ mỉm cười thấp giọng nói có chút sự tình muốn giao cho ngươi đi làm ngài cứ việc nói viên phương rửa tay lắng nghe nghiêu hữu đạo bàn giao sự tình xong liền trở về tiểu viên của vân cơ mà viên phương thì mang theo vài hòa thượng xuống bếp làm một hộp đồ ăn bản thân tự mình mang tới vương phủ tìm thương thục thanh và ngân nhi ngân nhi rất khổ não bởi vì thương thục thanh đang ở trong thư phòng dạy nàng viết chữ ngân nhi không muốn viết nhưng thương thục thanh lấy thức ăn uy hiếp không viết sẽ không cho ăn ngân nhi đành phải thống khổ cầm bút làm bẩn trang giấy biết viên phương đến tìm thương thục thanh có chút ngoài ý muốn người bên mau lư biệt việt nàng sẽ không cự gặp căn dặn ngân nhi tiếp tục mình thì đi ra thư phòng Gặp mặt mới biết là đến đưa thức ăn cho Ngân Nhi, Thương Thục Thanh có chút dở khóc dở cười, bất quá có ý tốt thì nên tiếp thu. Ai biết vừa tiếp hộp cơm, viên phương bỗng thấp giọng hỏi, quận chúa, làm tiên sinh có ở trong phủ không? Thương Thục Thanh ngẩn ra, ý thức được ý đồ đến của đối phương không đơn giản như vậy, thấp giọng trả lời, tiền tuyến chuẩn bị chiến tranh, hậu phương có rất nhiều sự tình. Mấy ngày nay Lam Tiên Sinh đều sẽ bận rộn đến rất tối mới trở về. Viên Phương nói, ngẫm lại cũng phải, vẫn là đạo gia minh giám, quận chúa đạo gia có việc muốn gặp ngươi và lam tiên sinh đợi lam tiên sinh trở về người báo cho hắn một tiếng bảo sáng mai đến biệt viện nhớ kỹ đừng để người hoài nghi thương thục thanh ngẩn người trong mắt lóe ra hỉ sắc ừm một tiếng biết rồi viên phương xin cáo lui mang theo tâm tư trở lại thư phòng thương thục thanh cũng không còn tâm tư đôn đốc ngân nhi luyện chữ ngược lại trực tiếp cho ngân nhi ăn ngân nhi có ăn thật cao hứng sẽ không nghĩ cái khác sáng sớm hôm sau Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh dắt tay nhau đến Mao Lư Biệt Viện bái phỏng, cố ý dẫn theo chút lễ vật, nói là quận huyện phía dưới đưa tới một chút đặc sản, tiện đường trả hộp cơm, viên phương đã chờ tiếp đón từ lâu. Sau khi cùng một vài người trong biệt viện bắt chuyện, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh đi tới nơi ở của Vân Cơ. Vân Cơ không có nhà, nhiều hiếu đạo phụ trách nghênh tiếp, Ngân Nhi nhận ra chân thân của Vương Khiếu là ai, hứng thú bừng bừng, vừa muốn mở miệng gọi đạo đạo, liền bị nhiều hiếu đạo trừng mắt viên phương ở bề ngoài tựa như tản bộ, kỳ thực đề phòng có người tới gần. Mà Ngân Nhi ở trong phòng thì té xỉu, bị như hữu đạo đánh lén, chủ yếu là vì nàng tỉnh táo quá phiền phức. Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh nhìn nhau không nói, ở dưới như hữu đạo ra hiệu ngồi xuống. Kỳ thực Lam Nhược Đình có chút lúng túng, tối hôm qua bị Thương Thục Thanh thông báo, mới biết Thương Thục Thanh đã sớm biết như hữu đạo còn sống, uổng làm tiểu nhân A. Lúc này hắn thỉnh thoảng lén nhìn ánh mắt của Thương Thục Thanh khi xem như hữu đạo, Xem xong trong lòng thầm than, nhiệt duyên a." À. Nghiêu Hữu Đạo cũng không dài dòng, nói thẳng sự tình. "Quận chúa, qua mấy ngày, người và ngân nhi sợ là phải cùng ta rời đi một chuyến." Chương 2270, nếu như được thái bình. Thương Thục thanh ừm một tiếng, xem như đáp ứng, bất quá lại hỏi, "Đi đâu? Ta cần chuẩn bị cái gì?" "Không cần chuẩn bị cái gì." như Hữu Đạo xua tay, ánh mắt tìm về phía Lam Nhược Đình. Bên Lam tiên sinh ngược lại phải làm chút chuẩn bị. Lam Nhược Đình gật đầu, tiên sinh mời nói, Ngưu Hữu Đạo, ta muốn đưa quận chúa đến biệt viện Ninh Vương ở huyện Thương Ngô bí mật thu xếp, Lam tiên sinh cần phải bí mật ở biệt viện Ninh Vương chuẩn bị 500 cái dương to nhỏ bình thường, ở trong huyện Thành Thương Ngô cũng phải chuẩn bị tốt đoàn xe vận chuyển. Một khi đồ vật khởi hành, cần lấy danh nghĩa vận chuyển quân nhu, hỏa tốc đưa tới chỗ vương gia ở tiền tuyến, mọi người không ngừng không nghỉ, cho nên ven đường đổi ngựa cần phải chuẩn bị thỏa đáng. Lam Nhược Đình không biết hắn muốn làm gì, nhưng vì nắm chắc vẫn hỏi nhân mã hộ tống cần an bài bao nhiêu nghiêu hữu đạo không cần nhiều có người theo đội lái xe là được đến lúc đó ta sẽ đích thân mang mấy người tham dự hộ tống trên đường an toàn sẽ không có vấn đề gì lam nhược đình thấy đối phương không nói vì chuyện gì liếc nhìn thương thục thanh thử hỏi quận chúa cũng phải tham dự sự tình này nghiêu hữu đạo sự tình này không thể thiếu nàng không có ta không thể thương thục thanh nghe vậy kinh ngạc ánh mắt lấp lóe không nghĩ tới bản thân ở trong lòng đạo gia còn có tác dụng lớn như thế. Nàng không biết mình muốn tham dự cái gì, nhưng nghĩ tới có thể cùng Nghiêu Hữu Đạo đồng thời làm việc, trong lòng đích xác có chút chờ mong. Lam Nhược Đình cũng kinh ngạc, nhìn Thương Thục Thanh, lại nhìn Nghiêu Hữu Đạo, hắn có thể nhìn ra, quận chúa rõ ràng là không biết chuyện, không nhịn được hỏi, đạo gia, ta có thể hỏi một câu là sự tình gì không? Nghiêu Hữu Đạo, không nên hỏi nhiều, thời điểm nên biết người tự nhiên sẽ biết. Còn nữa, sự tình này không được nói cho vương gia, Mao Lưu Sơn trang ta đối ngoại đưa tin đã bị ba thánh khống chế, cho nên bên ngươi và vương gia liên hệ không thể bảo đảm không bị người thẩm thấu, nhiều lời sẽ bị người nhìn ra đầu mối. Đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bên vương gia ngươi không cần lo lắng, Hồng Nương ở bên người vương gia có sự tình gì ta sẽ bảo Hồng Nương trực tiếp nói với vương gia. Nghe được Mao Lưu Sơn trang đối ngoại đưa tin đã bị ba thánh quản chế, Lam Nhược Đình hãi hùng khiếp vía, nhưng sợ sệt cũng vô dụng, bên Nam Châu dính vào quá sâu đã không có biện pháp bước ra chỉ có thể theo đạo ra một đường đi tới không khỏi liên tục gật đầu nói minh bạch đạo gia yên tâm như hữu đạo hiện tại ta ngược lại là lo lắng bên ngươi ngươi không có quân lệnh chuẩn bị những sự tình này có thể chọc người hoài nghi hay không nếu có vấn đề hiện tại nhất định phải sớm giải quyết lam nhược đình điểm này thì đạo gia cứ việc yên tâm hiện tại ta phụ trách là xoay sở vật tư đã có quân lệnh ở trong tay có thể hiệu lệnh các nơi trong yên quốc người không theo có thể dùng quân pháp xử lý cho nên ta từ các nơi điều phối quân nhu là sự tình bình thường, sẽ không để cho bất kỳ người nào hoài nghi. Nghiêu hữu đạo gật đầu, vậy thì tốt, làm tiên sinh nhớ kỹ, từ hiện tại bắt đầu, người chỉ có 6 ngày chuẩn bị. Trong vòng 6 ngày, cần phải chuẩn bị thỏa đáng tất cả bí mật mà ta bàn giao, bằng không có khả năng sẽ làm bên vương ra tổn thất to lớn. Sau 6 ngày, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, thời gian vừa đến, người lập tức mang theo vương phi và tiểu vương tử bí mật tiềm ẩn, trốn đi, bên phủ thành Nam Châu có khả năng sẽ xảy ra chuyện, tốt nhất đừng để bất kỳ người nào khác biết tung tích của các ngươi. Trên thực tế thời gian ước định với ô thường đã qua một ngày, hắn tính toán 6 ngày hẳn là ổn, đồng thời tiếp tục nói, ngươi xong việc cho ta địa điểm ẩn thân, chờ tin tức của ta, nếu như ta không phái người thông báo các ngươi nguy hiểm đã giải trừ, các ngươi quyết không thể hiện thân. Lam Nhược Đình càng ngày càng hãi hùng khiếp vía, hỏi tiên sinh, chuyện gì nghiêm trọng như thế, còn sẽ lan đến phủ thành Nam Châu. Cụ thể chuyện gì xảy ra không cần nhiều lời, Ngưu Hữu Đạo chỉ nhắc nhở một câu để đối phương nghiêm túc đối đãi. Thời điểm cùng ba thánh quyết chiến đã đến, thắng bại hẳn là sẽ ở trong chừng 10 ngày này thấy rõ ràng. Lam Nhược Đình hít vào một ngụm khí lạnh, Thương Thục Thanh cũng trợn mắt ngoác mồm, hoảng hốt sốt sáng lên. Lam Nhược Đình lại hỏi, tiên sinh, người khác trong phủ thành Nam Châu làm sao lo liệu? Ngưu Hữu Đạo, Lam tiên sinh, không cần để ý tới quá nhiều, có chút sự tình ngươi cảm thấy để cho quá nhiều người biết thích hợp sao? Người biết càng ít càng tốt, trừ ngươi ra, không thể để người khác biết, cho dù là Vương Phi cũng không được nói. Chỉ có 6 ngày, sự tình ta bàn giao ngươi có nhớ không? Lam Nhược Đình hít sâu một hơi, suy tư sự tình mới vừa rồi được bàn giao. Xác nhận không có vấn đề, hai người cũng không thích hợp ở lâu, Nhiều Hữu Đạo đi tới một bên đánh thức Ngân Nhi. Ngân Nhi vừa mở mắt, lập tức tức giận, sượt một cái đứng lên, tựa hồ bị đánh ra kinh nghiệm, vẻ mặt u oán trách cứ. Đạo đạo, người xấu, xấu, Ánh mắt rơi ở trong hộp đựng thức ăn do Ngưu Hữu Đạo tiện tay mở ra, chỉ thấy bên trong là một đống đùi gà nướng, đầu lưỡi quét môi một vòng, mũi thở mấp máy. Ngưu Hữu Đạo tiện tay nhấc lên, đưa cho nàng, "Mang về ăn đi." Hai tay Ngân Nhi lập tức ôm lấy, mặt mày hớn hở. "Đạo đạo." Ngưu Hữu Đạo nhìn Thương Thục Thanh nghiêng đầu ra hiệu, Thương Thục Thanh cũng đỏ mặt thay Ngân Nhi, quá làm nữ nhân mất mặt, tranh thủ đi qua, đẩy hộp cơm, trực tiếp lôi Ngân Nhi đi. Lam Nhược Đình nhìn Ngưu Hữu Đạo chắp tay cáo từ, lúc rời đi, sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực nội tâm giống như sóng to gió lớn. Kinh thành Tống Quốc, trong tiểu viện tướng phủ, xem xong thư trong tay, nguyên tòng vò thư thành phấn. Quay đầu lại nhìn giả vô quần thong dong lật xem các lộ tin tức ở dưới táng cây, đi tới, đứng ở đối diện nói tiên sinh, ta phải rời khỏi. Giả vô quần ngẩng đầu, nghe ra lần này rời đi, hẳn không phải đi ra ngoài lo liệu chút sự tình xong sẽ trở lại, mà là thật muốn rời khỏi. Giả vô quần đứng dậy, đi tới phía sau hắn viết Nam Châu Triệu Hoán. Nguyên Tòng, phải, giả vô quần, ta trước đó liền biết tiên sinh sẽ đi, quả nhiên không ngoài ta dự đoán, nên đến chung là không cách nào tránh khỏi. Nguyên Tòng hơi kinh ngạc, tiên sinh sớm biết bên kia sẽ chịu ta rời đi, sự tình này ngay cả hắn cũng không biết, không biết vị này dùng cái gì biết được. Giả vô quần, bởi vì nửa năm an bình đã qua. Tấn quốc đông trinh, bình tĩnh sắp bị đánh vỡ, bão táp sắp tới, lấy thực lực của tiên sinh, nên có đất dụng võ, nam châu triệu hoán, không khó đoán trước nguyên tòng trầm mặc tự đáy lòng thở dài nói ở chung thời gian dài ta biết rõ tiên sinh có tài năng tế thế an bang khuất cư ở nơi này thật đáng tiếc giả vô quần thế gian có gì có thể so với thanh nhàn tự tại chỉ vì thế đạo không yên ổn nếu như được thái bình giả mỗ nguyện ôm mỹ kiều nương vong tình sơn thủy không hỏi đến thị thị phi phi của thế gian này nguyên tòng cười ha ha tiên sinh nhã hứng ta cũng hướng về giả vô quần lắc đầu đừng cười tiên sinh phải nhớ, chuyến đi này quyết định vận mệnh của thiên hạ, nhất định cực kỳ hung hiểm, phong ba bão táp đến nhanh, đi càng nhanh, cần phải bảo trọng, đợi ngày sau người ta lại tương phùng. Nguyên Tòng gật đầu, thời buổi rối loạn, ta không ở đây, tiên sinh ngàn vạn lần phải cẩn thận. Giả vô quần, tiên sinh không cần lo ngại, nhiếp chính vương muốn lấy tống quốc, muốn giảm phiền phức, còn dùng đến ta và thừa tướng, nhất định sẽ có sắp xếp, ta và thừa tướng đều sẽ bình an. Hắn đoán không sai, như hiếu đạo để Vân Cơ đưa thư cho Triệu Hùng Ca đã an bài, Triệu Hùng Ca sẽ liên hệ trưởng lão Thượng Thanh Tông Tô Phá đi an bài, sau 6 ngày Thượng Thanh Tông sẽ an bài giả vô quần và tử bình hưu tạm thời ẩn giấu. chương 2271, Bàn Giao Hậu Sự một An bài như vậy cũng là không có biện pháp, Nguyên Tòng bại lộ, phải phòng bị ô thường giết tới nơi này. Nguyên Tòng ngẫm lại cũng phải, tiếp xúc lâu như thế, đối với vị này là cực kỳ tín phục, vị này đã thong dong khẳng định như vậy, thì hẳn sẽ không có sự tình sau đó xoay người, nhìn Ngụy Đa vẫy vẫy tay, Ngụy Đa lập tức bước nhanh tới, Nguyên Tòng hỏi hắn. Người đọc qua thư chưa? Ngụy Đa gật đầu, hắn phiên dịch ra mật thư, tự nhiên là xem qua rồi. Nguyên Tòng, ta phải đi rồi, người ở lại chăm sóc tốt tiên sinh. Vâng, Ngụy Đa chắp tay lĩnh mệnh, Nguyên Tòng xoay người đi thu thập, kỳ thực cũng không có gì phải thu thập, cũng chỉ là ở trong tay áo thả chút vật phẩm mang theo bên người. Khi ra ngoài, cũng không có cùng hai người nhiều lời cái gì, trực tiếp rời tiểu viện, đầu cũng không quay lại. Giả vô quần sửa sang lại xiêm y, quay về bóng lưng rời đi khom lưng, yên lặng tống biệt. Ngụy đa thấy thế, cũng hành lễ theo. Sớm chiều ở chung lâu như thế, đều không phải người xấu, càng không phải quái nhân khó có thể ở chung, tự nhiên có chút giao tình và cảm tình. Khí vân tông, trong lầu các, khắc thạch bước nhanh đi tới bên người ô thường. Mao Lư Sơn Trang truyền ra tin tức đã chặn được, gọi Nguyên Tòng ở phủ thừa tướng Tống Quốc, còn có Côn Lâm Thụ, Ngao Phong và Vương Tôn trong thánh cảnh, để bốn người chạy tới Nam Châu. Vương Tôn, ô thường quay đầu lại hỏi, là người nào? Hắc Thạch, là thủ hạ tâm phúc của Sa Như Lai. Ô thường ngoài ý muốn, vô lượng quả ngay cả Sa Như Lai cũng vô phúc có được, thuộc hạ của hắn làm sao sẽ có. Nói đến cái này, lòng Hắc Thạch có chút chua sót, sau khi nhìn thấy tin tức, hắn không biết mắng người trộm trái cây có mắt không trồng bao nhiêu lần, làm sao a miêu a cầu gì cũng có tư cách chia sẻ vô lượng quả lẽ nào hắc thạch hắn không có giá trị lợi dụng sao vì sao không sớm tìm tới hắn nhưng hắn không nghĩ tâm phúc bên người cửu thánh có thể có một người đạt được vô lượng quả sao cũng không phải người trộm trái cây không muốn mà là không dám bởi vì những người này ở bên cạnh cửu thánh quá dễ dàng bại lộ xa như lai có cơ hội cũng không dám dùng không dám biểu lộ tâm tình chua sót bất đắc dĩ mặt ngoài cung kính như cũ nói thuộc hạ cha danh sách cả thánh cảnh tên, vương tôn, chỉ có một người, không có người thứ hai, hẳn chính là người bên xa như lai like kia. Thời điểm này có thể triệu hắn ra thánh cảnh, nói vậy hẳn là một trong mấy người chia sẻ vô lượng quả. Ô thường, trừ bốn người này, không có triệu tập người khác. Hắc thạch, tạm không thấy có liên hệ với người khác. Nói là điều động sáu cái, lại không liên hệ đám người Tây Hải Đường, xem ra sáu cái còn lại cũng dễ dàng bại lộ. Ô thường lầm bầm lầu bầu, nắn lấy ngón tay tính toán. Trừ bốn cái này, còn có Tây Hải Đường, Cung Lâm Sách, Yến Trục Thiên, Văn Hoa, Gia Cát Trì, Triệu Hùng Ca cũng đã xác nhận, này đã có 10 cái, còn thiếu hai cái. Mao Lư Sơn Trang là trung khu, lại trốn hai cái rất bình thường, trải chuốt ra kết quả đã không khó. Hắc Thạch, Thánh Tôn Minh Giám, những người trong Mao Lư Sơn Trang kia, khóa chặt mục tiêu đích xác không khó tìm ra. Ô Thường Hờ Hững nói, người khác không triệu tập, lần này nói là đến 6 cái, đã triệu tập 4 cái, lẽ nào hai người khác chính là hai người không biết thân phận kia? Ta ngược lại muốn xem xem là mặt hàng gì, xong việc làm sao một lưới bắt hết, đã ấp ủ ở trong lòng hắn rất lâu. Ánh mắt tìm đến phương xa, tỏa ra tinh quang, diệt trừ lam đạo lâm và đốc vô hư, lại quét sạch những yêu ma quỷ quái này, thiên hạ thái bình, tâm nguyện có thể thành. Yêu ma lĩnh chìm đắm ở dưới màn đêm, trong ma cung, triệu hùng ca xem song thư, sắc mặt ngưng trọng hủy thư. Đứng dậy bồi hồi ở trong phòng, cuối cùng đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, trông về phái trợ tu tiên giới đèn đuốc huy hoàng, lẩm bẩm. Rốt cục phải rời khỏi rồi. Dựa theo kế hoạch trong thư của Ngưu Hữu Đạo, hắn biết mấy ngày sau, toàn bộ yêu ma lính sẽ loạn tùng phèo. Vạn thú môn, Tây Hải Đường đi tới từ đường, nhìn một loạt bài vị thẫn thờ. Dựa theo kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo, mấy ngày sau, toàn bộ nhân viên phiêu miểu các đóng quân ở trong Vạn thú môn sẽ bị đại khai sát giới, động tác này mang ý nghĩa Vạn thú môn triệt để không đường rút lui hắn là ở vạn thú môn trưởng thành, càng là trưởng môn của vạn thú môn, bởi vì tư dục của mình, không biết có thể mang tới tuyệt lộ cho vạn thú môn hay không, trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ. Trên đỉnh Linh Tông Sơn, trong phòng luyện đan ở dưới lòng núi, trưởng môn Yến Trục Thiên xuất hiện ở trên vách động, nhìn xuống lò luyện đan to to nhỏ nhỏ chân áp ánh lửa hừng hực. Nhìn lò luyện đan mở lò, nhìn lò luyện đan được đặt phối dược vào đóng kín, nhìn đệ tử Linh Tông từ trên xuống dưới bận rộn nhìn người phiêu miểu các ở giữa lui tới giám sát đăng ký. Yến Trục Thiên chắp tay đứng ở trên cao mặt không hề cảm xúc, ánh lửa luyện đan làm nổi bật con người hắn lấp lóe, giống như tâm tình của hắn. Trận hạo kiếp này, hắn không biết bản thân sẽ mang Linh Tông đi lên con đường nào. Có lẽ là nơi không đường về, có lẽ có thể dẫn dắt Linh Tông thoát khỏi giám sát gò bó, cho dù chỉ là vì mình, mặc kệ thế nào, cũng đáng giá mạo hiểm thử nghiệm. Mặc kệ cuối cùng kết quả thế nào, có một điểm hắn có thể xác định, Linh Tông sẽ không diệt vong, chỉ ít đệ tử Linh Tông sẽ không bị người đuổi tận giết tuyệt. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần thiên hạ còn có tu sĩ, thì cần linh tông luyện chế linh đan, mặc kệ ai chấp trưởng thiên hạ này cũng như vậy. Nếu như thất bại, vạn kiếp bất phục chỉ có hắn mà thôi. Phía sau núi thiên hành tông, văn hoa bước chậm đi ở trên đường núi. Phong cảnh trước mắt rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lúc này lại như lần đầu nhìn thấy, trong mắt lộ ra lưu luyến không rời, tham lam muốn nhớ kỹ phong cảnh của thiên hành tông. Nhìn thấy một đám đệ tử tĩnh tọa tu hành ở trong núi, hắn nghỉ chân ngóng nhìn, có chút xuất thần. Một đời người có sự tình của một đời người, theo lý thuyết hắn đã ẩn cư, toàn phái ra sức cung dưỡng hắn, hắn vốn không nên làm sự tình xin lỗi tông môn, huống hồ bây giờ trưởng môn còn là con rể của hắn, cũng là đệ tử của hắn. Bởi vì tư dục của mình, rất có khả năng dẫn tông môn lên con đường vạn kiếp bất phục, thật thích hợp sao. Nhưng bây giờ hắn không được lựa chọn, cũng không biết có phải như hữu đạo nói chuyện giật gân hay không. Như hữu đạo nói bọn hắn đều đã bại lộ, như hữu đạo nói trải qua thẩm thấu vào bên người ô thường, phát hiện ô thường biết Mao Lưu Sơn Trang và bọn hắn chia sẻ vô lượng quả, bí mật của mọi người đã ở trong tay ô thường. Hiện tại sở dĩ không động bọn hắn, là bởi vì ô thường muốn lợi dụng bọn hắn diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, sau đó lại một lưới bắt hết bọn hắn. Bây giờ ô thường còn không biết Nhiêu Hữu Đạo đã biết, lại quanh co lòng vòng lợi dụng. Nhiêu Hữu Đạo quyết định tương kế tự kế, trước tiên xuất lĩnh một nhóm người liên thủ với ô thường, diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, sau đó tất cả mọi người lại liên thủ diệt trừ ô thường cũng chính là nói, một khi giải quyết Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, bọn hắn không còn giá trị lợi dụng, ô thường sẽ động thủ với bọn hắn. Đang yên đang lành, làm sao sẽ bại lộ, thư là nghiêu hữu đạo phái người từ tay đưa tới, đã không dám lợi dụng kim xí đưa tin, dường như vấn đề nghiêm trọng thật như nghiêu hữu đạo nói. Này cũng ý nghĩa hắn không dám đưa tin liên hệ nghiêu hữu đạo xác nhận là chuyện gì xảy ra. Nghiêu hữu đạo nói hiện tại còn không biết là thật hay giả, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo nghiêu hữu đạo nói đi làm. Dựa theo kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo, thời gian vừa đến, cũng có thể xác định, chỉ cần bắt người Ô Thường phái tới chặn thư, tự nhiên sẽ được chứng thực. Chương 2272, bàn giao hậu sự hai. Một khi xác nhận bản thân bại lộ, cùng Ô Thường cũng chỉ có thể một mất một còn, Ô Thường không chết, toàn bộ Thiên Hành Tông bởi vì hắn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt tai ương ngập đầu. Sư phó, Thiện Tiên nhi nhảy nhót chạy đến, dáng vẻ rất vui hỏi, "Sư phó, ngài nhìn cái gì vậy?" Văn Hoa quay đầu lại nhìn nàng một chút, mỉm cười nói, không nhìn cái gì, tùy tiện đi một chút mà thôi. Lại quay đầu trông về toàn bộ thiên hành tông, trong nội tâm, điều duy nhất có thể an ủi mình là, làm tất cả không chỉ vì mình, cũng là vì toàn bộ thiên hành tông, một khi công thành, toàn bộ thiên hành tông sẽ là một cảnh giới khác, tất cả mọi người đều sẽ cảm tạ hắn. Bờ biển dược cốc, thời điểm quách mạn ở trên bờ biển siêu tầm hải sản, yêu tu biến thành quái ngư kia lại lần nữa bơi tới bên chân nàng, trong miệng phun ra mật thư, lại nhanh chóng biến mất. Tiện tay lấy đi mật thư, tiếp tục siêu tầm hải sản một lúc mới rời đi. Nàng vẫn cùng Mao Lư Sơn Trang duy trì liên hệ bí mật, cho dù nhan bảo như trở về mang theo phương thức liên hệ trực tiếp với Mao Lư Sơn Trang, nhưng quách mạn vẫn duy trì phương thức nội tuyến. Ô thường nắm giữ đường dây của nhan bảo như, lại không nắm giữ được nội tuyến của quách mạn. Trong mật thất của Mao Lư biệt viện, vân cơ bước nhanh tới bên người nghiêu hữu đạo, bẩm báo côn lâm thụ, Ngao Phong và Vương Tôn đã đến, ở ngoài thành tụ hợp với Nguyên Tòng. Nghiêu Hữu Đạo yên lặng gật đầu, đứng dậy, đi tới bên tường, nhấc tay kéo xuống một tờ bản đồ, lại đi trở về bàn trải ra, ở trên địa đồ đánh dấu một địa phương. Để bút xuống đưa cho Vân Cơ, đưa địa đồ cho bọn hắn, bảo bọn hắn trước tiên chạy tới Tấn Quốc chờ chúng ta. Nói cho bọn hắn, có nghi vấn gì, ta gặp bọn họ sẽ giải đáp. Vân Cơ có chút ngoài ý muốn, không đi cùng, Nghiêu Hữu Đạo, người nhiều quá trói mắt tách ra hành sự đi. Chúng ta còn phải trước tiên đi địa phương khác, quay đầu lại ngươi sẽ biết. Vân cơ không nhiều lời nữa, xoay người đi chấp hành. Đợi nàng trở về phục mệnh, phát hiện Lữ Vô Song đã cùng Nhiêu hữu Đạo chờ nàng. Sau đó Viên Cương cũng đến, bẩm báo, đều an bài xong, đến thời điểm Viên Phương sẽ chấp hành. Nhiêu hữu Đạo ưng một tiếng, lại nhìn Vân Cơ nói, mở ra thông đạo đi Vương Phủ, đám người quận chúa hẳn là đã chờ chúng ta. Quận chúa, Vân Cơ có chút không rõ, Bất quá vẫn làm theo, đi ở phía trước. Mọi người xuyên qua hành lang, đi tới mật thất dưới vương phủ. Trong phòng, Ngân Nhi đang ăn, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh Tính Tỏa chờ đợi nghe được tiếng bước chân lập tức đứng lên. Nhìn thấy đám người như Hữu Đạo đi tới, hai người lập tức đứng lên hành lễ. Đạo gia, Ngân Nhi đang nhai đồ vật quay đầu lại, ngọt ngào nở nụ cười. Đạo đạo, như Hữu Đạo cười, nhìn Lam Nhược Đình nói, "Lam tiên sinh, đều đã chuẩn bị tốt chưa?" Lam Nhược Đình, Đạo gia yên tâm hết thảy đều theo ngài phân phó chuẩn bị thỏa đáng sẽ không có bất kỳ vấn đề nghiêu hữu đạo gật đầu tốt người ở nơi này theo kế hoạch hành sự vâng lam nhược đình chắp tay lĩnh mệnh nghiêu hữu đạo quay đầu lại nhìn thương thục thanh vậy thì đi thôi lại nhìn ngân nhi vẫy tay ngân nhi đi đi đâu ngân nhi ôm hộp cơm đứng lên vẻ mặt hiếu kỳ đi thì biết nghiêu hữu đạo tiến lên kéo nàng lôi đi nhìn thấy thương thục thanh cũng đồng hành ngân nhi mới từ bỏ dãy ruộng, vừa đi vừa ăn Vân cơ đi trước mở đường, vách tường đột nhiên xuất hiện một cái động. Lam Nhược Đình chắp tay tiến đưa, nhìn tường đất xung hợp mới buông tay, thở dài một tiếng, trong miệng không biết nói thầm cái gì. Thời điểm mọi người nhìn thấy ánh sáng thì đã đến một vùng núi thẳm, trong miệng ngân nhi còn nhai đồ vật, hết nhìn đông tới nhìn tây. Vân cơ và viên cương rung chuông nhỏ, không bao lâu, hai con phi cầm cỡ lớn từ sau núi phi tới, đáp xuống. Như hữu đạo nắm cánh tay của Ngân Nhi và viên cương nhảy lên một con, Vân Cơ nắm tay Thương Thục Thanh và Lữ Vô xong nhảy lên một con. Hai con phi cầm cỡ lớn chở người bay lên không, khoảng cách từ phủ thành Nam Châu đến huyện Thương Ngô cũng không gần, nhưng đối với phi cầm cỡ lớn mà nói, ở trong một châu là không tính bao xa. Ở trên không trung nhìn xuống Ninh Vương biệt viện ở ngoại thành huyện Thương Ngô, như hữu đạo chỉ chỉ, hai con phi cầm cỡ lớn lao xuống rơi vào trong sân cốc. Mọi người nhảy xuống nhìn quanh, trong núi nhảy ra một người, không phải người khác, chính là Triệu Hùng Ca gặp mặt bắt chuyện qua loa, nhiều hiếu đạo cũng không nói nhiều, lệnh viên cương lưu thủ, sau đó mang theo mọi người đi tới chỗ cũ. Lúc này Vân Cơ biết đại khái ý đổ đến, địa phương dừng bước chính là địa phương lần trước nàng và Ngưu Hữu Đạo đến qua, không khỏi quay đầu lại nhìn Thương Thục Thanh một chút. Ngưu Hữu Đạo phất tay ra hiệu, Vân Cơ thi pháp mang theo mọi người chui vào lòng đất, đi thẳng tới bờ mạch nước ngầm. Phương xa có thể nghe được mạch nước ngầm nổ vang, Triệu Hùng ca thảo nguyệt điệp ra chiếu sáng, hồ nghi nói, Ngưu Hữu Đạo, người dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Thương Thục Thanh nhìn chung quanh, nàng biết nơi này là địa phương nào, này không phải lối đi bí mật dưới Ninh Vương biệt viện sao? Nghiêu Hữu Đạo giải thích, đông quách sư huynh của ngươi chuẩn bị hậu thủ ở chỗ này. Cái gì? Triệu Hùng ca vừa nghe liền hiểu, bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi xác định, hậu thủ, ánh mắt của Lữ Vô Song lấp lóe, không biết chỉ là cái gì, nhưng mọi người lén lén lút lút đến như vậy, tất nhiên là quan hệ trọng đại thương thục thanh cũng không hiểu chỉ cái gì nhưng nghe hiểu chỉ là thượng thanh tông đông quách hạo nhiên trong lòng vân cơ thì rõ ràng cũng minh bạch nguyên lai triệu hùng ca này cũng là người biết chuyện nghiêu hữu đạo xác định ta đã tới nơi phong ấn xem qua ánh mắt liếc liếc thương thục thanh ánh mắt triệu hùng ca rơi vào trên mặt thương thục thanh minh bạch chẳng trách mang theo nữ nhân này nghiêu hữu đạo hai nữ nhân này liền giao cho ngươi cần phải bảo vệ tốt chờ ta trở lại không ra ngoài ý muốn mà nói trong vòng 5 ngày chúng ta hẳn là có thể trở về. Nếu chúng ta không về được, sự tình phía sau ta cũng quản không được nữa, đồ vật phong ấn nơi này giao cho ngươi giải quyết. nhấc tay chỉ chỉ lữ vô song, nàng biết không ít phương thức liên hệ thế lực tình báo của ta, đầu nàng cũng dùng tốt, các ngươi có thể thương lượng lo liệu. Đến lúc đó, giả vô quần cũng ở trên tay Thượng Thanh Tông, ngươi có thể tìm giả vô quần đến. Còn có thiệu bình ba bên tấn quốc, ta vẫn không để hắn bại lộ, cũng là vì dự bị cho ngươi chỉ cần giả vô quần và thiệu bình ba trợ giúp hai người một sáng một tối bằng hai người này liên thủ một khi nắm giữ đầy đủ tình huống sẽ không kém ta cộng thêm kiến thức và tình huống nắm giữ của nàng lại có đông quách lão nhi lưu lại vật phong ấn các ngươi không hẳn không có cơ hội trở mình mà này cũng chính là nguyên nhân hắn mang lữ vô song đến có chút sự tình chỉ dựa vào vũ lực là vô dụng lần này hắn đi đã chuẩn bị cho vạn nhất không về được mà trước kia thiết chí và hạn chế giả vô quần chính là vì vạn nhất, ép giả vô quần lên thuyền bên này. Thiết trí và hạn chế thiệu bình ba cũng đồng dạng là như vậy. Để Lữ Vô Song tiếp xúc tất cả tin tức của Mao Lư Sơn Trang, hắn đều có dụng ý sâu xa, đều là vì chuẩn bị cho vạn nhất ngày sau bất chắc. Hắn sớm bố trí các loại hậu thủ, giúp Triệu Hùng ca lưu lại thành viên nòng cốt phối hợp, giúp hậu nhân có đường để tiến lên. Mặc kệ trước đây thế nào, nhiều hữu đạo hắn cũng chưa quên mình là đệ tử Thượng Thanh Tông, ngày hôm nay bàn giao ngọn nguồn cho Triệu Hùng ca, chính là vì cho Thượng Thanh Tông đường lui. Để Triệu Hùng ca an bài Thượng Thanh Tông mang giả vô quần ẩn trốn, đã bảo đảm Thượng Thanh Tông, cũng dễ dàng cho Triệu Hùng ca tìm tới tung tích của Thượng Thanh Tông. Như hữu đạo hắn an bài xong hết thảy, cho dù vạn kiếp bất phục, cũng không cần lo lắng. chương 2273, bắt buộc phải làm. Ở nơi này, bao quát đông quách hạo nhiên, còn có hai đời người của Thượng Thanh Tông vì đó phấn đấu hy sinh. Có chút sự tình người khác không thể hoàn toàn hiểu, triệu hùng ca vừa nghe liền minh bạch thâm ý trong đó nhớ tới năm đó hắn và ngưu hữu đạo ở dưới ánh trăng đối thoại nhớ năm đó ngưu hữu đạo nói với hắn chỉ cần ngươi ta còn có một người sống sót hương hỏa của thượng thanh tông sẽ không ngừng triệu hùng ca nhìn hắn môi mấp máy tâm tình rõ ràng có chút kích động ngưu hữu đạo tiếp tục nhắc nhở có một điểm cần chú ý thiệu bình ba này không biết đã từng trải qua cái gì vì đạt được mục đích có thể hy sinh tất cả hành sự có thể nói cực đoan nhưng từ một vài hành động của hắn ở những năm này có thể thấy lòng giả bao dung thiên hạ muôn dân đại thiện là hắn đại ác cũng là hắn là người hay quỷ đều ở trong một ý niệm cho nên người này có thể dùng nhưng cần cẩn thận một khi cho hắn cơ hội hắn chắc chắn sẽ đổi tận giết việt tu sĩ trong thiên hạ bao quát thượng thanh tông giả vô quần thì nhân nghĩa ôn hòa hơn nhiều có việc thì giải quyết không việc thì chỉ lo thân mình lòng không có dã tâm nhưng mặc kệ là thiệu bình ba hay giả vô quần một khi có cơ hội chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua cho tu sĩ trong thiên hạ, hơn nữa một khi động thủ, thủ đoạn tất nhiên sẽ cực kỳ tàn khốc. Cho nên ở chung với hai người này thế nào, cần các ngươi tự mình cân nhắc. Người biết trên ma điển có sự tình giới vực thứ năm, có thể nói cho bọn hắn để điều hòa, các ngươi nhìn mà lo liệu, nếu ta không thể trở về, cũng quản không được. Triệu Hùng ca yên lặng nói, đông quách sư huynh không nhìn lầm người, thượng thanh tông có phúc. Như hữu đạo không nhịn được lườm hắn một cái, người bớt thiếp vàng lên mặt hắn đi, sau sự tình này, xem như ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, sẽ không nợ Thượng Thanh Tông cái gì nữa. Thấy hắn lại muốn mở miệng, đoán được hắn muốn nói cái gì, bận rộn nhấc tay. Ngưng, đừng giảng đạo lý với ta, ta không nghe lọt. Triệu Hùng ca im lặng, Lữ Vô Song bỗng lên tiếng nói, các ngươi đến cùng muốn làm thế nào, không chắc chắn thì không nên mạo hiểm. Trước mắt phương thức làm việc cụ thể, bất kể là nghiêu hữu đạo hay viên cương, đều tiến hành ẩn giấu nàng, bởi vì ẩn giấu nàng đoán được nghiêu hữu đạo muốn hành động hung hiểm lần này nghe được bàn giao hậu sự chẳng khác nào là xác nhận trong mắt thương thục thanh tràn đầy lo lắng nàng không ngốc tự nhiên nghe ra nghiêu hữu đạo đang bàn giao hậu sự nhưng trước mắt dường như không có phần để nàng nói chuyện nên càng gấp ngân nhi thì nghe không hiểu dáng vẻ vẫn không buồn không lo cất đồ ăn vặt vào trong cặp sách của nàng thỉnh thoảng đưa tay móc ra lột vỏ nhét vào trong miệng đối với nàng mà nói trên đời dường như không có sự tình gì hạnh phúc hơn ăn người quen thuộc đều không cảm thấy kinh ngạc. Như hiểu đạo nhìn Lữ Vô Song cười nói, người yên tâm, chuyến này ta có 99% nắm chắc, sự tình hoàn toàn không có nắm chắc ta không thể làm. Lữ Vô Song, vậy ngươi nói những phí lời này làm gì? Ngươi muốn chết, ta không ngăn cản, nhưng nam nhân của ta nhất định phải an toàn trở về. Triệu Hùng ca hơi nghi ngờ nhìn nữ nhân này, không biết nam nhân của nàng là ai. Như hiểu đạo, mọi việc luôn có khả năng ngoài ý muốn, ba thánh càng không phải hạng người tầm thường, lấy chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất là phải làm. Tốt rồi, ý ta đã quyết, người đến nơi này nghe theo an bài là được. Ngươi, Lữ Vô Song tức giận, nhưng xác thực là bó tay. Như Hữu Đạo nhìn Triệu Hùng ca nói, giao hai người bọn họ cho ngươi, bảo vệ tốt các nàng, phương thức mở ra phòng ấn ngươi cũng biết, địa phương ở sau thác nước. Thác nước, Triệu Hùng ca dán mắt vào địa phương truyền đến thanh âm ào ào, khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định trở lại trên mặt hắn, ngữ khí cũng kiên định. Bình an trở về. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhất định có thể trở về, sự tình mở ra phong ấn còn chờ ngươi làm." Nưu Hữu đạo ha ha, tách ra đề tài này, ta phát hiện ngươi giả vờ lôi thôi càng vừa mắt, thu thập sạch sẽ, ta ngược lại có chút không quen. Sau đó nhìn Ngân Nhi nói, "Ngân Nhi, đi theo ta." Ngân Nhi gật đầu, bị dắt tay đi mấy bước, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của Thương Thục Thanh. "Đạo gia," Nưu Hữu đạo dừng bước quay đầu lại hỏi, "Quận chúa còn có việc phân phó?" Thương Thục Thanh cắn môi Thanh Âm run run nói, có thể không đi được không? Nàng biết mình không có tư cách ngăn cản cái gì, cũng không giúp được cái gì, nhưng biết vị này có khả năng không về được. Không còn đường quay đầu, không đi, hết thảy đều sắp thành lại hỏng, bắt buộc phải làm. Nưu Hữu Đạo nói xong, kéo Ngân Nhi rời đi. Thanh Thanh, Ngân Nhi liên tục quay đầu lại, dường như bây giờ mới phát hiện thương Thục Thanh không đi theo, nên cầu Nưu Hữu Đạo. "Đạo đạo, cho Thanh Thanh đi cùng." Nưu Hữu Đạo không để ý tới, ra hiệu Vân Cơ mở đường. Kiên quyết lôi Ngân Nhi đi. Ngân Nhi ở trên tay hắn là lật không nổi sóng gió, người khác lo lắng làm nàng tức giật nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn tùy thời có thể hóa giải yêu khí dị chủng của Ngân Nhi, có thể áp chế Ngân Nhi ở trong trạng thái hư nhược. Trên bờ chỉ còn ba người, Triệu Hùng ca căng thẳng nhìn chằm chằm địa phương Nưu Hữu đạo biến mất, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Lữ vô song. "Quận chúa khóc?" Triệu Hùng ca nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Thương Thục Thanh đã lệ rơi đầy mặt, không khỏi hỏi. "Sao vậy?" Sợ hoàn cảnh hắc ám ở nơi này, yên tâm, không sao đâu. Thương Thục Thanh lắc đầu, nghẹn ngào, đã khóc không thành tiếng. đều là ta sai, ta không nên vì tư dục của mình kéo hắn từ Thượng Thanh Tông xuống. Nguyên lai là cái này, Lữ vô song không biết nội tình, hờ hững nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, chỉ là Thượng Thanh Tông là giữ không nổi hắn, giờ Thượng Thanh Tông không có quan hệ gì tới ngươi. Lúc trước không phải hắn không đi, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Kim Lân Há là vật trong ao cái thế đạo này hắn không thể tránh khỏi không có người đi thượng thanh tông hắn sớm muộn cũng sẽ xuất sơn kiếm chuyện triệu hùng ca thì trấn an nói quận chúa mặt của ngươi hắn đã giúp ngươi tìm được biện pháp trị hết rất nhanh không được bao lâu cái bớt trên mặt ngươi có thể loại trừ thương thuộc thanh lệ khó dừng đầy cõi lòng tự trách cũng không biết có nghe được hay không ngược lại là lữ vô song mắt lạnh nhìn chầm chằm triệu hùng ca triệu hùng ca người ở dưới mí mắt của ô thường ẩn giấu đủ thâm a người cũng đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Triệu Hùng ca nhìn nàng, nghi hoặc, còn chưa thỉnh giáo, người là ai? Lữ vô song nhấc tay kéo xuống mặt nạ, lộ ra chân dung. Lữ vô song, Triệu Hùng ca trợn to hai mắt nhìn nàng, hắn gặp qua, ở yêu ma lĩnh gặp qua vị này hiện thân, cũng biết bây giờ vị này ở bên người như hữu đạo, chỉ là không nghĩ tới, chẳng trách như hữu đạo nói bằng kiến thức của vị này gì gì đó. Thương Thục Thanh cũng bị danh tự này dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn chằm chằm, vị này chính là vô song thánh tôn trong truyền thuyết. Bất quá nhìn khí thế của vị này, bế nghế khiếp người, không giống như giả A. Xâm uy của thánh tôn trấn nhiếp thiên hạ đã lâu, có thể nói xâm nhập đến trong xương của chúng sinh, đột nhiên ở bên người mình, tâm tình muốn không bị ảnh hưởng cũng khó. Triệu hùng ca sừng sốt một lúc, thử hỏi, mới vừa rồi ngươi nói nam nhân của ngươi, nam nhân của ngươi là ai? nữ vô song bình tĩnh nói, viên cương, a à, triệu hùng ca thất thanh, cái hầu tử kia, Viên ra, thương thục thanh cũng há hốc mồm, có chút hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, trong nháy mắt quên tâm tình khổ sở. Lữ vô song hờ hững nói, không được sao, triệu hùng ca hồ nghi, ngươi mở chuyện cười hả, lữ vô song, chuyện cười, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này mở chuyện cười. Đã bái thiên địa, phu thê cưới hỏi đàng hoàng, nhiều hữu đạo không nói với ngươi. chương 2274, đến nơi hẹn. Triệu hùng ca và thương thục thanh đồng thời ngưng nghẹt, ngây ngốc nhìn nàng. Trong đầu triệu hùng ca như hồ rán, hắn tin tưởng loại người như Lữ Vô Song không thể cầm danh dự của mình mở chuyện cười, nhưng hắn nghĩ tới một người, yêu ma lĩnh Phùng Quan Nhi, viên cương vì Phùng Quan Nhi muốn chết muốn sống, nhưng lại cùng vị này thành phu thê, vậy Phùng Quan Nhi tính là chuyện gì xảy ra? Đúng dịp, hắn nghĩ tới Phùng Quan Nhi, Lữ Vô Song cũng nghĩ đến, lạnh lùng nói, nghe nói Phùng Quan Nhi vẫn ở bên ngươi, do ngươi chiếu cố. Triệu hùng ca không biết đến tột cùng là tình huống gì, theo bản năng nghiêng đầu qua một bên, cùng thương thục thanh đối mắt, cường hành cãi lại một câu. Ma giáo chiếu cố, không liên quan đến ta, dứt lời phát hiện không đúng, trong lòng nói thầm, ta lại không làm việc trái lương tâm, ta trột dạ làm gì. Hừ hừ, lữ vô song hừ lạnh, không muốn nói thì thôi, nói sự tình ngươi biết, mới vừa rồi như hữu đạo nói đổ vật phong ấn là chuyện gì xảy ra. Triệu hùng ca trầm mặc, miệng hắn cực kỳ kín, ô thường đào nhiều năm như vậy cũng đào không ra bí mật thì có thể tưởng tượng được, có vài thứ trước khi không thể xác định thì quyết không thể tiết lộ. Hắn đã bàn giao, mặc kệ hắn có thể trở về hay không, người đều sẽ biết, không vội vã nhất thời. Thấy hắn không nói, bây giờ Lữ Vô Song cũng không có năng lực bức hắn nói, mọi người còn chưa quen thuộc, chỉ có thể coi như thôi. Ánh mắt tìm đến thác nước, lầm bầm lầu bầu một tiếng. Phía sau thác nước, đồ vật phong ấn, Đông Quách Hạo Nhiên. Hiển nhiên suy tư đến tột cùng là đồ vật gì, ở cùng với Nghiêu Hữu đạo lâu như vậy, nhưng không phát hiện bất kỳ đầu mối, căn bản không có phương hướng suy đoán, nhưng nàng có thể đoán được, đồ vật phong ấn kia khẳng định không phải bình thường. Nghe hai người nói chuyện, thương thục thanh cũng có suy tư, nhưng đoán không được là cái gì. Hai con phi cầm cỡ lớn lại lần nữa từ trong núi bay lên trời, chờ người nhanh chóng vỗ cánh rời đi. Không trung tiếng gió vù vù, vân cờ bỗng quay đầu lại hỏi, vì sao ngươi không mở ra phong ấn mang người vạn nha tướng đi, chẳng phải ổn thỏa. Như hữu đạo cười khổ, có chút sự tình không muốn giải thích nhưng thật không biết có chút người là làm sao nghĩ tới này lẽ nào cũng quẹo bất quá cong đến sao than thở ta ngược lại là muốn mang thế nhưng làm sao mang qua tây bình quan sao kích thước khổng lồ như thế vận chuyển ở địa bàn yên quốc không có vấn đề nhưng một khi tiến vào địa bàn tấn quốc rất khó tránh tai mắt người dễ dàng bại lộ không cẩn thận sẽ khiến cho ô thường hoài nghi lặn lội đường xa thời gian cũng không kịp đại quy mô bay qua như thế mà nói ngay cả người mù cũng không gạt được. Vân cơ ngấm lại cũng phải, buông tiếng thở dài. Khi đó ngươi nên dẫn ô thường tới địa bàn Yên Quốc. Nghiêu hữu đạo, ngươi cho rằng ta không muốn, cố ý thiết trí địa phương, làm sao giải thích, ô thường sẽ cảnh giác, ô thường cố ý thiết trí địa phương, làm đạo lâm và đốc vô hư cũng sẽ cảnh giác. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ không đề phòng không cha, 9 cái đổ 6 cái, bây giờ tính cảnh giác của ba cái này đều rất cao. Chỉ có để bọn hắn chui đầu vào lưới mới là lựa chọn tốt nhất hắn đã nói như vậy nói rõ là đắn đo suy nghĩ qua vân cơ không hỏi thêm nữa sở dĩ nàng hỏi là bắt nguồn từ nội tâm lo lắng và kinh hoàng nàng biết kẻ địch sắp đối mặt là tồn tại cường đại cỡ nào đổi thành nàng trước kia còn ở độ vân sơn nàng khẳng định sẽ trốn bây giờ nàng ở mao lư sơn trang trải qua rất nhiều hơn nữa làm rất nhiều đại sự rất nhiều đại sự là nàng tham dự một đường đi tới có thể nói trong lúc vô tình trải qua gột rửa và lột xác bây giờ mao lư sơn trang gặp nạn nhiều hiếu đạo quyết định đối kháng chính diện, nàng cũng không thể một mình thoát đi, khẳng định là phải cùng nhau đối mặt. Ngân Nhi dường như không thích trên mặt có mặt nạ, thỉnh thoảng muốn đưa tay kéo, nhưng nhiều hiếu đạo sẽ lập tức đưa tay bắt lấy tay nàng, không cho nàng lấy xuống. Những vấn đề khác không lớn, chỉ cần có ăn, nhiều hiếu đạo rất dễ dàng quản lý nàng. Mọi người đường dài phi hành, chạy tới một thâm sơn của Tấn Quốc, hai con phi cầm cỡ lớn hạ xuống trên đỉnh núi. Rất nhanh, đám người côn lâm thuộc tới trước lộ diện, nhìn thấy Nguyên Tòng, nhiều hữu đạo chắp tay không người. Để sư tôn khổ cực bôn ba, là sự tình bất đắc dĩ. Sư tôn, côn lâm thụ, ngao phong, vương tôn, ra các chỉ đồng loạt dán mắt vào nguyên tòng, có chút không dám xác định này là người phương nào. Nguyên tòng xua tay, không có gì, gọi chúng ta đến là vì chuyện gì. Nhiều hữu đạo trầm mặc, tổ chức ngôn ngữ một chút, sau đó nói, lần này chúng ta muốn liên thủ với ô thường đối phó Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Nói ra tình huống tỉ mỉ, Nguyên Tòng và Vương Tôn không nói, chỉ vài người này đi liên thủ với ô thường giết hai vị kia. Côn Lâm Thụ phản ứng còn tính bình tĩnh, hắn xem như từng giao thủ với cửu thánh, tâm thái không hề sợ hãi. Ra các chỉ thì âm thầm, có chút sự tình hắn rất rõ ràng, trải qua vây quét ở Sơn Thôn, hắn biết rõ, có chút sự tình nhất định phải đối mặt, một khi để ba thánh nắm lại trật tự thiên hạ, là tránh không khỏi, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm tới. Mà Ngao Phong thì hãi hùng khiếp phía, đối mặt đốc vô hư hắn có bóng ma tâm lý, Ô thường nói sao có thể tin, vạn nhất là cảm bẫy thì làm sao lo liệu. Nghiêu hiểu đạo, đối với ô thường mà nói, làm đạo lâm và đốc vô hư mới là họa lớn tâm phúc, ở trong mắt ô thường, chúng ta là thứ yếu. Ngao phong, then chốt là, dù ô thường phối hợp cũng chưa chắc hữu dụng, dựa vào thực lực của chúng ta đối kháng làm đạo lâm và đốc vô hư, căn bản không thể giết bọn hắn. Nghiêu hiểu đạo chỉ về phía viên cương, cho nên ta dẫn hắn đến, nguyên sắc chết ở dưới đao của hắn, ra cát chỉ tận mắt nhìn thấy. Mọi người đồng loạt nhìn viên cương, ra cát chỉ nói, một đao mất mạng. Một đao giết nguyên sắc, đám người nguyên tòng cả kinh. Nhiêu hữu đạo trầm giọng nói, nhưng hắn không phải tu sĩ, không cách nào phi hành, cho nên cần mọi người phối hợp. Chỉ cần vô biên ma vực của ô thường có thể nhốt làm đạo lâm và đốc vô hư lại, hiệp trợ chúng ta, các người phụ trách hiểm hộ, sự tình chính diện giao thủ giao cho hắn đi làm. Côn lâm thụ lên tiếng, thời điểm ta liên thủ với ô thường đối phó tuyết bà bà đã kiến thức qua vô biên ma vực của hắn đích xác rất huyền diệu, chỉ cần hắn chân tâm, hiệp trợ chúng ta không có vấn đề. Mọi người đại thể minh bạch, nhưng Ngao Phong còn bất an. Người cảm thấy ô thường xong việc có thể buông tha chúng ta. Không sai, một khi chúng ta chạy tứ tán, bằng lực lượng của hắn, muốn truy sát mọi người chúng ta không quá khả năng, nhưng giết một hai người là không có vấn đề. Như hữu đạo phất tay chỉ về phía Ngân Nhi, cho nên ta mang Thánh La Sát đến, một khi có biến, Thánh La Sát sẽ đoạn hậu. Nói một trận, biết những người này lo lắng cái gì, không khỏi giải thích cặn kẽ, bỏ đi mọi người nghi ngờ. Cuối cùng, trong lòng có chút nắm chắc, Ngao Phong mới không còn ý kiến gì. Tỉ mỉ thương nghị chiến thuật xong, mọi người lại xuất phát lần nữa, chạy tới địa điểm ô thường chỉ định. Phân cơ bằng quan toàn bộ quá trình, âm thầm cảm khái, này chính là nghiêu hữu đạo, ở trước mặt những người này có uy tín rất lớn, mọi người đều tin tưởng nghiêu hữu đạo, thay đổi người khác, e là sẽ không ai nguyện ý đi mạo hiểm. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là nghiêu hữu đạo tự mình đi phó hiểm gặp nguy hiểm hắn sẽ đứng mũi chịu sao chỉ dựa vào điểm này liền có đầy đủ lực thuyết phục mà này cũng là một trong những nguyên nhân nghiêu hữu đạo muốn đích thân xuất mã trưởng lão có người đến rồi trong núi một người lên tiếng nhắc nhở hắc thạch chờ đợi rất lâu lập tức ngẩng đầu thuận thế nhìn lại nhìn thấy hai con phi cầm cỡ lớn chờ một đám người bay tới hắn lập tức lắc mình đi ra chương hai nghìn hai trăm bảy mươi doãn trừ buồn phiền một Lúc này phi cầm cỡ lớn lộ ra chút cật lực, hai con chở chín người, hơi quá tải a. À. Nhìn thấy chín người rơi xuống đất, ánh mắt hắc thạch lấp lóe, không phải nói đến sáu cái sao, sao đến chín cái. Như hữu đạo từ trong chín người đi ra, để hắc thạch trưởng lão đợi lâu, này đều là tu sĩ nguyên anh kỳ. Hắc thạch lướt qua chín người, trong tâm tràn đầy chua sót, ngoài miệng lại bình tĩnh nói, không phải nói đến sáu cái sao. Như hữu đạo, không phải thiên ma thánh tôn chê ít sao. Nhiều người không tốt sao ta phụ trách khai thông, hắn biểu thị mình không phải người động thủ, là chờ ở đây, hay phải làm như thế nào. Hắc thạch quay đầu lại phất tay vẫy vẫy, trong núi rừng lập tức có người bay ra, vứt một cái bao ở trước mặt mọi người. Hắc thạch phất tay để người kia lui ra, nói các ngươi tiến vào khí vân tông như vậy không thích hợp, trong thành viên phiêu miểu các đóng quân ở khí vân tông có người của Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Sau đó chỉ cái bao ở trên đất, trong này là trang phục của phiêu miểu các, các ngươi chọn bộ thích hợp đổi, ngụy trang một chút để ta an bài các ngươi tiến vào nghiêu hữu đạo lúc nào lam đạo lâm và đốc vô hư đến hắc thạch người yên tâm tất cả dựa theo kế hoạch hành sự thánh tôn tính tốt thời gian phát tin tức cho bọn hắn ngày mai bọn hắn hẳn sẽ đến có chút sự tình thương lượng tốt rồi chính là chú định thời gian không dám dễ dàng biến động nếu không sẽ làm người mao lư sơn trang nghi ngờ làm không tốt sẽ khiến kế hoạch bị nhỡ tự nhiên là nghiêm ngặt chấp hành theo nghiêu hữu đạo hai người vị trí bất đồng người xác nhận có thể ở ngày mai đồng thời đến. Hắc Thạch, hiện tại bọn hắn cẩn thận lắm, không tất yếu sẽ không đơn độc đi phó ước với bất kỳ ai, nhất định sẽ đồng thời đến. Ngưu Hữu Đạo trầm mặc, quay đầu lại ra hiệu, Vân Cơ lập tức tiến lên, mở bao, cẩn thận kiểm tra y phục, phòng bị có trò lừa. Kiểm tra xong, xác nhận không có vấn đề, Vân Cơ cho Ngưu Hữu Đạo một cái ánh mắt. Ngưu Hữu Đạo hiểu ý, mời Hắc Thạch trưởng lão tránh một chút, để mọi người thay y phục. Này có gì phải lảng tránh, hắc thạch buồn cười nhưng vẫn lắc mình lảng tránh sau đó nghiêu hữu đạo ra hiệu mọi người đổi trang phục của phiêu miểu các nghiêu hữu đạo đổi xong lại đổi cho ngân nhi thay quần áo cho nữ nhân động tác này gây nên hắc thạch chú ý lưu tâm đến miệng của ngân nhi không rời thức ăn con người đột nhiên co rụt lại tiếp đó lại quan sát người khác nhìn thấy viên cương ánh mắt hắn ngưng lại đợi tất cả thỏa đáng nghiêu hữu đạo vẫy vẫy tay hắc thạch đi ra căn dặn vài chi tiết nhỏ sau khi tiến vào khí vân tông liền dẫn mọi người rời đi. Một nhóm hơn 10 người cưới phi cầm cỡ lớn rời đi, có hắc thạch chuẩn bị phi cầm cỡ lớn tiếp ứng, lần này vật cưới ngược lại rất sung túc. Đến bầu trời của khí vân tông, bên Mao Lư Sơn Trang trừ ngân nhi không tim không phổi, người khác đều duy trì độ cao cảnh giác. Phiêu miểu các đoạt lại phi cầm cỡ lớn của các phái trong thiên hạ, trong này tạm thời vô hiệu, còn có người tuần tra ở trên không trung. Hắc thạch dẫn đường hiển nhiên là biết từ khu vực nào tiến vào càng thích hợp, mang theo mọi người nhảy dù vào khí vân tông, sau đó bí mật thu xếp, bảo đám người như hữu đạo kiên trì chờ đợi. Ô thường đứng ở trên lầu các, nhìn một đám người đi tới, chờ tình hình cụ thể được báo lên. Hắc thạch nhanh chóng đến bên cạnh hắn, chắp tay bẩm báo, thánh tôn, người đến rồi, đến 9 người. 9 người, ô thường quay đầu lại hỏi, có dị thường gì không? Hắc thạch, trừ người phụ trách từng cùng chúng ta khai thông, thì có hai người tương đối khả nghi. Trong đó đại hán cõng bao bố, ta hoài nghi là viên cương. Còn có một nữ nhân, thường xuyên muốn người mang theo hơn nữa trong miệng liên tục ăn ta hoài nghi thánh la sát được mang đến thánh la sát trong mắt ô thường lộ ra cảnh giác cân nhắc một lúc mới nói ở đây nhiều người mắt tạp ta bất tiện trực tiếp chạm mặt với bọn hắn ngươi tìm thời gian sắp xếp ta tự mình đi xem vâng hắc thạch đáp lại tây bình quan ở dưới trời chiều tướng trấn thủ doãn trừ đi ở bên người cao phẩm ở trên cao nhìn xuống nơi đóng quân của hàn quốc và yên quốc sau khi bẩm báo tình huống phe địch doãn trừ khuyên đối phương phòng thủ rất nghiêm mật, mạo muội tiến công sợ là không thích hợp. Cao phẩm, ta sao không biết không thích hợp, nhưng phía trên tạo áp lực, nghe ý tứ là, bên kia thật giống như có nội ứng của chúng ta. Doãn trừ à lên một tiếng, nếu thật như vậy, vậy thì dễ làm, nội ứng kia có liên hệ với đại soái hay không? Cao phẩm lắc đầu, doãn trừ sừng sốt, lại hỏi, vậy tình huống của nội ứng đại soái có biết không? Cao phẩm lại lắc đầu, doãn trừ nhất thời lo lắng, đại soái không có bất kỳ liên hệ, này tính là nội ứng gì? Tình huống gì cũng không biết, sao có thể mạo muội tiến công? Bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, mạo muội tiến công chẳng phải là để các huynh đệ chết uổng. Cao phẩm nhìn hai bên một chút, phất tay để tướng lĩnh đồng hành lui ra, sau đó nhìn Doãn Trừ thì thầm nói, "Doãn huynh, người nghĩ trước kia vì sao ta vội vàng tấn công tề quân đến nỗi tổn thất mấy trăm ngàn binh mã? Mới đầu ta cự tuyệt không tiến công, bệ hạ phái mật sứ liên hệ, khí vân tông đã bị phiêu miểu các khống chế." sở dĩ tiến công là phiêu miểu các ở sau lưng tạo áp lực. Doãn trừ trầm giọng nói, đám chó chết kia lại muốn làm gì? Cao phẩm, tạm thời không luận bọn hắn muốn làm gì, bệ hạ gánh không được, chúng ta không có hành động không được. Rất nhiều chuyện, người ta đều không được lựa chọn, nhưng có thể từ chính giữa cân bằng. Doãn trừ, đại soái ý tứ là, cao phẩm, tiến công vẫn phải tiến công, gặp khó cũng dễ bàn giao, phía trên cũng không thể tùy ý bức bách. Doãn trừ suy tư, minh bạch ý tứ của hắn nhưng hắn không minh bạch phiêu miểu các có ý tứ gì, hỏi, đã là ý tứ của phiêu miểu các, vì sao không trực tiếp diệt Yên Quốc và Hàn Quốc, cần gì phải mượn tay chúng ta. Có thể trực tiếp thì không cần lén lén lút lút, đã lén lén lút lút, nói vậy có dụng ý của bọn hắn. Cao phẩm xua tay, không muốn nói nhiều về chuyện này, mắt nhìn quân doanh liên miên của quân địch, trầm ngâm hỏi. Nghe nói mông sơn minh đến rồi, doãn trừ, vâng, này đã không phải bí mật gì, thương chiêu tông và mông sơn minh gióng chống khua chiêng đến rồi. Theo tin tức do thám tử truyền ra, Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh ở trên sườn núi bên kia. Phất tay chỉ về một điểm ở phương xa, Cao Phẩm ngóng nhìn, trong lòng u thán. Thương Chiêu Tông không đáng để lo, nhưng Mông Sơn Minh có chút vướng tay, có lão gia hỏa này, quân yên khó khắc. Doãn trừ nở nụ cười, người nói yên Sơn Minh, tề vô hận, hô diên vô hận nổi danh giống như Mông Sơn Minh đã thua ở trên tay đại soái. Mông Sơn Minh này sợ là cũng sẽ nuốt hận ở trên tay đại soái. Cao Phẩm quay đầu lại liếc hắn một cái, chỉ cần ngươi cảm thấy không đúng, ngươi dám bằng mặt không bằng lòng với bệ hạ, ngay cả nam nhân của công chúa ngươi cũng dám giết, làm sao cũng học được nịnh hót. Cái gọi là giết nam nhân của công chúa, đơn giản là chỉ sự tình trần trường công. Doãn trừ ha ha nói, có lẽ có khen tặc, nhưng không thể nói là nịnh nọt, bây giờ tấn quốc ta binh cường mã tráng, này mới là sức lực để ta dám nói lời như vậy. Hồ Diên vô hận không ngăn được, mông sơn mình cũng chưa chắc có thể ngăn cản đại soái cao phẩm lắc đầu trong mắt có sầu lo than thở một tiếng cũng không phải ta khinh thường hô diên vô hận tuy hắn nổi danh giống như mông sơn minh nhưng thật muốn so mà nói e làm còn kém mông sơn minh một chút doãn trừ à lên một tiếng lời ấy sao giảng cao phẩm nói hô diên vô hận này kỳ thực chỉ giao thủ với tấn quốc ta mà mông sơn minh thì sao ngươi nên biết năm đó lão gia hỏa này tây ép triệu quốc bắc bức hàn quốc đông khắc tống quốc đánh tam quốc nghe tiếng đã sợ mất mật cùng các loại nhân vật giao thủ, chân chính là thân kinh bách chiến rèn luyện ra. chương 2276, Doãn trừ buồn phiền hai. Lần trước Yên Quốc sắp bại vong, lão gia hỏa này lấy thân thể tàn phế giả nua lại lần nữa xuất sơn, ngăn cơn sóng dữ kéo Yên Quốc từ trước quỷ môn quan trở về. Mà Tống Quốc nắm chắc phần thắng lại bị hắn một mình nghịch tập, toàn bộ Tống Quốc bị hắn giết biến sắc, giết đến Tống Quốc trên dưới lòng người bàng hoàng. Đồn đại bây giờ ở Tống Quốc đề cập tới danh hiệu của Mông Sơn Minh, có thể làm hài nhi nín khóc, có thể làm tống hoàng mô công lĩnh nói chuyện giọng thấp hơn mấy phần. Đồn đại gì gì đó có thể là chuyện cười, nhưng trận chiến kia có thể nói kinh điển của lấy yếu thắng mạnh, người phải biết, kia là dưới tình huống quân yên đứt đoạn mất tiếp tế thâm nhập địch quốc đánh thắng. Thay đổi người ta, có thể làm được sao? Trước mắt vì quân ta thế lớn, nhưng dám cam đoan sẽ không theo gót chân của tống quân sao? Doãn trừ trầm mặc, ánh mắt cao phẩm lại quét về phía quân Hàn, mông sơn minh giỏi về tấn công, thường thường lấy công thay thủ, mà chủ soái quân Hàn Kim Tước thì là thiện thủ chân chính. Nghe nói Thương Chiêu Tông nói qua một câu, người thiện chiến không có công hiển hách. Lời này ngược lại để ta khá thưởng thức, Kim Tước chính là loại người này. Luận danh khí hắn không bằng mông Sơn Minh, luận chiến công nhiều ngay cả sách dày cho mông Sơn Minh cũng không xứng. Nhưng chính là như thế, vẫn để Hàn Quốc sừng sướng ở trước bảy quốc bất động, mặc kệ phong vân biến ảo như thế nào, mặc kệ ngoại địch cường đại thế nào, có Kim Tước ở Hàn Quốc thì nó vẫn vững vàng. Lão đệ, người phải biết chân của mông sơn minh chính là tàn phế ở trên tay kim tước bây giờ hai người này một cái giỏi về tấn công một cái thiện thủ liên thủ đối kháng tấn quốc ta lão đệ người làm tướng nên biết người biết ta cuộc chiến này không dễ đánh doãn trừ cũng không nhịn được than thở cho nên ta nói cũng không biết đám chó chết kia nghĩ như thế nào nhất định phải buộc chúng ta vội vàng động thủ ánh mắt cao phẩm lấp lóe mà thâm trầm nếu vị kia của tấn quốc ta nguyện ý xuất sơn mà nói có lẽ trận chiến này sẽ ung dung hơn rất nhiều. Doãn trừ, người nào? Cao phẩm, thái học hiệu đô đốc. Doãn trừ ngạc nhiên, thiệu bình ba. Cao phẩm gật đầu, tài năng của người này, rất thích hợp dùng để mở ra cục diện. Nhưng trước đó bị cả triều liên thủ áp chế nhuệ khí, phải núp ở trong học đường làm tiên sinh dạy học. Nhưng cho dù làm tiên sinh dạy học cũng là cực phẩm, hắn ở trong nghịch cảnh như thế, vậy mà lại sống rất vui vẻ, thật là tài năng khoáng thế. Lần trước điều binh khiển tướng chuẩn bị cho Đông Trinh, ta liền dự liệu được khốn cảnh trước mắt, ba hồi hai lần đi mời hắn xuất sơn giúp đỡ, sau khi rời đô ta thậm chí mang theo lễ trọng ba lần đăng môn bái phóng, nhưng đều không công mà về, chỉ được một câu nói của hắn. Doãn trừ rất hứng thú, nói gì, cao phẩm, không biết có phải hắn biết sau lưng là phiêu miểu các đốc chiến hay không, chỉ khuyên ta một câu, nói hiện tại không phải thời điểm đông trinh. Ta không chịu thua, lại tìm bệ hạ, kết quả bệ hạ ra mặt cũng vô dụng, thiệu đô đốc đánh chết cũng không chịu xuất sơn doãn trừ hắn còn dám kháng chỉ sao cao phẩm không có nghiêm trọng như vậy là bệ hạ vừa ý tác dụng của thái học không có bước quá mức giành chính quyền dễ dàng nắm chính quyền khó bệ hạ có ý nghĩ của bệ hạ tâm tình này có thể lý giải chỉ là thiên hạ này dù sao còn không có đánh xuống thép tốt nên dùng ở trên lưỡi dao thiệu đô đốc trốn ở phía sau không xuống núi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc nói đến thái học doãn trừ chạm đến tâm sự ho khan một tiếng đại soái nói đến thái học của thiệu đô đốc, bà nương nhà ta thường xuyên truyền thư đến ồn ào, thỉnh thoảng nói con nhà ai nhà ai tiến vào thái học, lại thỉnh thoảng nói người nào từ thái học vừa ra liền bị triều đình phái đi làm quan, bên này còn là học trò, đã được đi làm quan thực tập, nữ nhân ra nha, nhìn thấy đều mê tít mắt, huống hồ trong nhà ta còn có tiểu nhi tử, bà nương của ta không muốn tiểu tử kia lên chiến trường đánh đánh giết giết. Nghe nói trường tôn của đại soái cũng tiến vào thái học. Cao phẩm liếc chéo, người có ý gì, ai, Doãn trừ trà sát hai tay, sự tình giữa ti chức và công chúa ngươi cũng không phải không biết, ta thực không tiện mở miệng, ta vừa mở miệng, này không phải vạch vết sẹo của người ta sao, quay đầu lại còn không biết hiệu đô đốc sẽ nghĩ như thế nào. Vị kia không phải là người hiền lành, là tồn tại dám bắt ra quyến cả chiều vào tù A. Cao phẩm dừng một chút, nghĩ tới, vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi cũng biết không tiện mở miệng, sự tình giữa các ngươi, ngươi không tiện mở miệng, ta tiện mở miệng sao? ngươi làm sao không tìm bệ hạ mở miệng đi, lấy chiến công của ngươi, bệ hạ sẽ dàn xếp giúp ngươi, ngươi tìm bệ hạ đi. Doãn trừ ôi uy, sự tình liên lụy tới thất công chúa, ngài cảm thấy ta có thể mở miệng với bệ hạ sao, thật muốn mở miệng, không phải tự bôi xấu sao. Cả chiều đều không muốn dính vào sự tình này, ta thực không tìm được người, bà nương lại mỗi ngày ồn ào, ta cũng không có biện pháp an tâm đánh trận. Cao phẩm, chớ ra vẻ với ta, bà nương lại ồn ào, người bỏ tái giá là được. Doãn trừ há hốc mồm, đại soái huynh đệ đi theo ngươi nhiều năm, ngươi không thể như vậy a à. Cao phẩm phất tay nói, sự tình này của ngươi ai cũng không tiện mở miệng. Sự tình khác dễ nói, sự tình này, ta là thật không giúp được. Doãn trừ tha thiết mong chờ nói, không phải nói đại soái và thiệu đô đốc quan hệ rất tốt sao, ngài suy nghĩ một chút, xem có thể nghĩ biện pháp, hỗ trợ cứu vãn một chút hay không. Cao phẩm, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta và hắn là có chút giao tình, nhưng không thể nói là thật tốt còn không đến mức độ có thể liên quan đến loại chuyện xấu trong nhà này doãn trừ trợn mắt nói đại soái ngài nói như vậy không đúng ta nghe nói các ngươi từng cấu kết với nhau phát tài chiến sự vừa mới bắt đầu nghe nói các ngươi liền ở tề kinh trắng trợn đặt mua sản nghiệp bây giờ là kiếm trậu tràn bắt đầy muốn nói các ngươi không ngầm thương lượng qua ai tin vì chuyện này ta thật không dễ dàng về nhà lại bị mẫu thân mắng cẩu huyết phún đầu nàng nói đều là đánh trận người ta đánh trận phát tiền tài mà ta không có tiền tài không nói, còn làm chút chuyện đắc tội người, ngay cả đường lui của tử tôn cũng đứt đoạn mất. Ta đường đường là hán tử bảy thước, lại bị mắng không nhấc đầu lên nổi. Cao phẩm nổi giận, nói hưu nói vượn, từ đâu tới lời đồn? Doãn trừ, này là lời đồn sao? Những hào môn trạch viện còn có vô số dụng tốt của các người kia, nghe nói ngay cả một bến tàu ở ngoại thành cũng bị đại soái mua lại, sau đó thuyền tới kinh thành đều trải tiền vào túi ngài, ngài là cố định phát tài a. À những sản nghiệp kia bây giờ giá trị đại soái ngài là giàu chảy mỡ a à, không biết bao nhiêu người ước ao chảy nước miếng ta nói có hảo sự này trước kia ngài cũng không thông báo huynh đệ một tiếng hại ta ngày ngày bị mẹ mắng không khỏi ném tình huynh đệ a à. cao phẩm có chút im lặng nhấc ngón tay chỉ vào hắn doãn trừ nếu ta nói sai người cứ theo quân pháp xử lý nếu nói không sai sự tình của nhi tử ta người giúp ta giải quyết cao phẩm hất tay có chút bất đắc dĩ nói, sự tình không phải như người nghĩ, vừa bắt đầu ta cũng không nghĩ tới Thiệu Bình Ba ở Tề Kinh đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy. Đợi ta tiến quân chiếm lĩnh Tề Kinh, chấp hành quân quản Tề Kinh, tiến hành tịch thu sung công với một vài sản nghiệp, kết quả thu được thư của hắn, mới phát hiện hắn đã nhúng tay. Sau khi ta hỏi đến, đạt được Hắc thủy đài trả lời mới biết, lúc trước Thiệu Bình Ba vì ở Tề Kinh làm việc thuận tiện, vì tìm yểm hộ, mới lén lút đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy. Này là người ta dùng tiền của mình mua lại lập xuống đại công, ta có thể làm sao? Ta còn có thể tịch thu sản nghiệp của hắn sao? chương 2277, mông soái lão. Lúc đó Thiệu Bình Ba gửi thư, nói vạn nhất tương lai chiến sự lặp đi lặp lại mà nói, những sản nghiệp này khả năng còn có thể tiếp tục yểm hộ hành sự, ta không chỉ không thể tịch thu, còn phải hỗ trợ bảo hộ. Đương nhiên, hắn ở trong thư cũng để điểm ta, kiến nghị ta mua một chút, nói là ta có sản nghiệp ở bên kia mà nói, có thể ổn định nhân tâm. Sau đó ta nghĩ nghĩ, cũng phải nếu như ta ở bên kia đặt mua sản nghiệp nói rõ tấn quân chúng ta có lòng tin dừng bước ở tề quốc đích xác có thể ổn định nhân tâm nên ta thượng tấu bệ hạ bệ hạ cảm thấy cũng có lý ta mới lấy giá lúc đó không người hỏi thăm mua lại một nhóm sản nghiệp sung công lúc đó ta nào biết ngay cả đô thành của tấn quốc chúng ta cũng sẽ rời đến tề kinh lúc đó vì sao người khác trong triều không mua đối mặt thế tiến công của hô diên vô hận ai cũng không nắm chắc khi đó rất có khả năng là ném tiền vào trong nước ngươi nghe kỹ cho ta lúc đó ta không nghĩ phát tài là vì ổn định nhân tâm mà rủi ro không có xấu xa như ngươi nghĩ nói cách khác ta như vậy gọi là hảo tâm có hảo báo bệ hạ cũng nói không được cái gì đặt ở trên triều đình cũng nói ra nghe được hiện tại ngươi đỏ mắt vậy vì sao lúc đó ngươi không mua lại nói lấy bản tính của lão bà ngươi lúc đó bảo ngươi mua nàng cam lòng móc tiền túi sao doãn trừ rụt cổ còn thật đừng nói lấy tình huống lúc đó trên sự tồn tại khả năng lặp đi lặp lại to lớn, có mấy người dám đập tiền vào trong nước, bị nói một trận cũng chỉ có thể nhận mệnh cảm khái. xem ra ta không có phúc theo đại soái và thiệu đô đốc phát tài a à. phúc cao phẩm quay đầu lại theo dõi hắn cười gần, chẳng lẽ hiện tại người còn cho rằng là vận khí sao? doãn trừ ngạc nhiên, không phải vận khí còn có thể có thuyết pháp gì sao? cao phẩm trước đó ta cũng không coi là chuyện to tát, mãi đến khi phong thanh kinh thành rời đô truyền ra giá trị sản nghiệp trên tay tăng lên dữ dội, ta mới ý thức được không đúng, trải chút tình huống một thoáng, đáp án liền tỏ rõ. Từ lúc vệ chiến, nhiều ở năm trước hắn liền chủ tính. Hắn đột nhiên chạy đi làm tiên sinh dạy học, lúc đó bao nhiêu người chê cười, hiện tại ai còn cười được. Hết thảy hành sự của hắn nhìn kỹ một chút, thiệu đô đốc kia là người có thể lâm thời xung động sao. Cái hiểm hộ gì cần hắn đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy. Hiện tại quay đầu lại xem xét, một khi chiếm lĩnh tề, vệ, vị trí quốc đô cũ đích xác không thích hợp, cộng thêm vị trí cằn cối, vì dễ dàng cho truyền đạt chính lệnh, Tề Kinh sẽ trở thành địa phương rời đô hợp lý nhất. Doãn trừ hít khí lạnh, hắn đã sớm đoán được sẽ rời đô, cao phẩm gật đầu, ánh mắt của gia hỏa kia rất xa, mưu lược sâu xa, không phải người ta có thể so sánh, tùy tiện làm giàu chỉ là sự tình tiện tay, cho nên ta mới nói, hắn trốn ở trong thái học làm tiên sinh dạy học quá đáng tiếc. Doãn trừ thổn thức một phen, lại chua xót nói, hắn không mang theo người khác, chỉ mang theo đại soái đồng thời phát tài nói rõ hắn còn phải cho đại soái mặt mũi ý tứ rất sáng tỏ giúp con của ta đi cao phẩm kém chút chửi đồng phát tài cái rắm ta rõ ràng là bị hắn tính toán bị hắn lợi dụng biết không doãn trừ ngạc nhiên vì sao nói vậy cao phẩm thời điểm những sản nghiệp kia giá trị tăng lên dữ dội ta cũng cho rằng hắn hảo tâm sau đó nghĩ nghĩ phát hiện không đúng lúc đó hắn căn bản không biết mình sẽ lấy công chúa cũng không biết mình sẽ trở thành thái học đô đốc ngươi ngẫm lại xem đặt mua những sản nghiệp kia dễ dàng chọc người đỏ mắt dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cái gì ổn định nhân tâm để ta trí nghiệp rõ ràng là muốn kéo ta xuống nước một phong thư của hắn liền kéo ta vào vì ổn định nhân tâm ta đần độn đặt mua sản nghiệp nhiều hơn hắn không biết bao nhiêu lần trời sập có thân cao gánh muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng là ta che ở phía trước không đến phiên hắn a hắn tốt xấu gì cũng có công hắn lại tổn thất cũng tổn thất không bao nhiêu Kém chút liền bị hắn lừa gạt còn nhớ ân tình cảm tạ hắn, kém chút bị hắn bán còn giúp hắn đếm tiền. Gia hỏa này quá âm hiểm, không đến bên này đối địch, trốn ở kinh thành làm tiên sinh dạy học, thực đáng hận. Doãn Trừ Chua sót nói, lừa gạt như vậy, lợi dụng như vậy, đổi thành ai cũng sẽ hạnh phúc chết. Trên tay đại soái ruộng tốt vô số, mấy chục đại viện, nghe nói cửa hàng mặt tiền không dưới 200, còn có chút sản nghiệp cố định phát tài, nhiều đến ta không nhớ hết bây giờ nói đại soái là nhà giàu nhất tấn quốc cũng không quá đáng a cao phẩm nhíu mày nhắc nhở người có biết thiệu bình ba xử trí những sản nghiệp kia như thế nào hay không ta có quan tâm ta rõ ràng phần lớn giá gốc bán trao tay bán cho những học trò kia của hắn để những học trò kia không có nỗi lo về sau ra sức hiệu lực cho triều đình hắn như vậy mới là người thông minh người học một chút người trong mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tiền kiếm không được đồng tiền lớn ánh mắt doãn trừ sáng lên chẳng lẽ đại soái muốn noi theo thiệu đô đốc ta rất nghèo ngài có phải cũng cao phẩm người nghĩ gì thế chúng ta không giống hắn đều là người tay cầm binh quyền người cảm thấy ta thu mua nhân tâm như vậy thích hợp sao nói thật hiện tại sản nghiệp của ta nhiều đến ngay cả ta cũng sợ hãi còn nhà giàu nhất phỏng tay hiểu không doãn trừ ngẫm lại cũng phải vuốt cằm nói đại soái đã đứng hàng tam công thăng không thể thăng lại tăng sẽ phong vương lại có tiền như thế mà nói thường cái gì ngươi cũng trướng mắt, sợ là bệ hạ muốn thưởng cũng không thể thưởng. Cao phẩm than thở, ngươi có chiến công, không thiếu ban thưởng, ban thưởng xuống đủ một nhà của ngươi áo cơm không lo. Những người khác thì sao? Chiến sự nổi lên, không biết bao nhiêu người trở thành cô nhi quả phụ, dựa vào một chút trợ cấp của triều đình là khó có thể sống tiếp. Có chút sự tình, ta khó có thể làm người tốt, vẫn là để triều đình đi làm đi. Ta đã thượng tấu bệ hạ, lúc đó mua lại những sản nghiệp kia, vốn là cử chỉ giúp triều đình ổn định nhân tâm chỉ là mượn tay ta mà thôi, ta không thể trung gian kiếm lợi tiền riêng, hiện tại nên do triều đình bỏ vốn, phần lớn giá gốc mua lại, coi như trợ cấp một bộ phận, phân phát xuống, có kéo dài sản xuất, tương lai của những cô nhi quả phụ kia cũng có thể dễ chịu chút. Bệ hạ đã ân chuẩn, đương nhiên cũng sẽ không giao hết cho triều đình, tướng ăn của bệ hạ cũng không thể quá khó coi. Ta lưu lại một chút, gia quyến của những lão huynh đệ chết trận kia, ta cũng tiện chăm sóc. Bến tàu ta lưu lại giữ một tài lộ, để những huynh đệ bởi vì chiến trận tàn tật có nghề nghiệp. Lại nhiều, năng lực ta có hạn, không để ý tới được. Doãn trừ yên lặng gật đầu, đưa đi của cải như thế lớn, đích xác đáng tiếc, nhưng mà rất nhiều chuyện rất phức tạp, lòng tham không phải chuyện tốt, chỉ có thể thở dài. Đại soái có tâm, trung quân, một đám tướng lĩnh nghị sự xong xuôi đi ra, mông sơn minh ngồi ở trên xe đẩy, là đại an đẩy ra. Mông sơn minh nhấc tay, xe đẩy đối mặt tà dương dừng lại, phía trước chính là Tây Bình Quan tắm rửa ở dưới Tà Dương. Đám người thứ sử trường Châu Trương Hổ và một đám tướng lĩnh xếp hàng ngang đứng ở phía sau xe lăn, bộ hạ cũ trước kia của Mông Sơn Minh, bây giờ đã thành chư hầu một phương chiếm gần nửa, đều trông về trời chiều tráng lệ. Cung Châu thứ sử từ cảnh Nguyệt nói, lúc này cao phẩm hẳn là ở Tây Bình Quan, nhưng Tây Bình Quan dễ thủ khó công, bằng không nhất định sẽ bắt hắn. Mông Sơn Minh biết bởi vì Hô Diên vô hận và hắn cùng nổi danh, Hô Diên vô hận bại ở trên tay cao phẩm, làm những bộ hạ cũ của hắn không thoải mái. Hắn từ từ nói, Hồ Diên vô hận bại, có lẽ là thua ở Tây Bình Quan này. chương 2278, trực tiếp động thủ một Phục Châu Thứ Sử Sử Tân Mậu hỏi, mông soái có ý gì? Mông Sơn Minh trầm chậm, chậm nói, mới đầu Hồ Diên vô hận hẳn không để cao phẩm ở trong mắt, đánh giá cao mình, đánh giá thấp đối phương, thấy Tây Bình Quan khó công, cường công tất nhiên trả giá to lớn, liền từ bỏ. Khi đó chiến cuộc còn khống chế ở vệ quốc, hắn hẳn có lòng tin nếu như hắn biết cuối cùng sẽ diễn biến thành như vậy nếu như biết mình đối mặt cao phẩm đánh lâu không xong tất nhiên sẽ không bỏ qua tây bình quan chỉ cần ngăn trở viện quân của tấn quốc cùng quân tần trong ngoài giáp công cái giá tuy lớn nhưng doãn trừ tứ cố vô thân cuối cùng là không thủ được tây bình quan tây bình quan ở trong tay viện quân tùy thời có thể nhập quan tây bình quan ngược lại sẽ kiềm chế đại lượng quân tấn chỉ sợ cuối cùng chiến cuộc sẽ là một phen quang cảnh khác binh ra tất tranh địa phương ít hầu vậy mà hắn từ bỏ. Lúc đó ta cũng không nghĩ tới cao phẩm sẽ lấy chiến pháp của kim tước, dây dưa tề quốc đến chết. Hồ Diên vô hận tự sát, e là cũng ẩn sâu hận này. Trương Hổ trầm ngâm nói, lúc đó Hồ Diên vô hận lựa chọn cũng không thể nói sai lầm, vì Tây Bình quan tử chiến, không tiếc tiêu hao đại lượng binh lực, kia là đấu pháp không tiếc tất cả, sau đó lại cùng quân tấn giao chiến, ở trên binh lực giật gấu vá vai, đích xác không bằng hắn trực tiếp đánh bại quân tấn càng có lợi nhất. Đương nhiên, nếu như biết thế cục sau này, như vậy hắn sẽ liều mạng đánh hạ tây bình quan mọi người ngươi một lời ta một câu nói ra cao kiến của mình phảng phất như lại trở về năm đó đều ở dưới trướng của ninh vương chỉ bất quá mọi người đều có biến hóa bọn hắn càng thành thục mông sơn minh cũng giả ninh vương cũng đã biến thành nhi tử của ninh vương đang nói chuyện bỗng nhiên la đại an xoay người ra hiệu cấm khẩu mọi người yên tĩnh lại mới phát hiện mông sơn minh đã ngủ nhẹ nhàng kho khe thân thể gầy gò tắm rửa ở dưới tà dương tròm dâu hoa dâm hơi phất động trong gió. Mọi người lập tức bảo quân sĩ lui tới ở bốn phía nhỏ rộng, có người lấy ra chăn bông, nhẹ nhàng đắp lên người mông sơn minh. Mấy vị tướng lĩnh vì không quấy dày, liên thủ nhẹ nhàng nhấc xe đẩy lên, khiêng vào trong doanh trướng. Lúc trở ra, mọi người nhìn nhau, trương hổ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Năm tháng không tha người, mông soái cũng già rồi. Ngoài trướng, quản phương nghi bước chậm, trong tay không ngừng lắc quạt tròn. Ở trong thế giới của nam nhân, Nàng như là một đóa hồng hoa, cực kỳ bắt mắt, thỉnh thoảng rước lấy quân sĩ nhìn trộm. Quân sĩ bình thường không có tầm mắt quá cao, ở bọn hắn xem ra, quản phương nghi còn rất đẹp, dù sao nội tình còn ở đó. Chỉ ít so với phu nhân của bọn hắn, chỉ biết làm việc nhà nông thì đẹp đẽ hơn nhiều lắm, phụ nữ làm việc nặng, có trẻ cũng không đẹp như vậy. Đối với những quân sĩ này mà nói, là sắc đẹp rất nhiều người cả đời khó mà với tới. Thanh Thanh bị người giết chết, trong phòng Nghiêu Hữu Đạo lấy xuống mặt nạ của Ngân Nhi, nhìn nàng nói một câu. Ngân Nhi nhất thời sửng sốt, rất nhanh trên mặt hiện ra phẫn nộ, Ngân Văn Quỷ Dị cũng nhanh chóng hiện lên. Nghiêu Hữu Đạo lập tức một tay nhấn bả vai nàng, tranh thủ thi pháp hóa giải yêu khí dị trùng, trở tay đưa tới một con gà nướng. Ngươi nghe lầm, Ngân Nhi hồ đồ hỏi, không phải Thanh Thanh, không phải, Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu, Ngân Nhi nhất thời yên tâm, đoạt đùi gà tới tay, vui vẻ gặm cắn sau khi khống chế lại yêu lực dị trùng trong cơ thể nàng, phát hiện biện pháp này y nguyên hữu hiệu, nhiều hữu đạo thở dài một hơi. Này không phải lần thứ nhất, hắn chỉ là lặp lại thử lần nữa mà thôi, khi còn chưa tới khí vân tông, hắn liền thử nghiệm qua mấy lần, nói thương thuộc thanh chết mấy lần rồi. Hiện tại cơ bản có thể xác định, nhà đầu này thuộc về loại trí nhớ không quá tốt, lặp đi lặp lại lừa gạt đều được, nhưng này không phải chuyện xấu, đối với tình huống trước mắt mà nói là chuyện tốt, hắn chỉ sợ nhà đầu này ở thời khắc then chốt tuột xích. Một khi xảy ra bất chắc, nếu thật sự lại xuất hiện tình huống khi đối phó nguyên sắc, vậy thì việc vui lớn rồi. Bất quá vừa quay đầu lại, phát hiện vân cơ cổ quái nhìn mình, như hữu đạo âm thầm lau mồ hôi, cầm mặt nạ giúp Ngân Nhi đeo lên. Đợi lừa gạt vị này như lừa gạt đứa nhỏ xong, Ngân Nhi cũng qua một bên vội vàng ăn thức ăn, vân cơ tụ hợp tới, thấp giọng nói, dựa vào nàng đến chặn lại ô thường, tại sao ta cảm giác có chút không đáng tin, đừng đến thời điểm đó không đối phó ô thường, ngược lại giúp đỡ ô thường thu thập chúng ta đám người nguyên tòng không biết tình huống nghe nói thánh la sát thì an tâm không ít nhưng nàng là người kiến thức qua tình hình ngân nhi lục thân không nhận một mình ô thường đã quá sức lại thêm thánh la sát kia không phải là tìm chết sao nàng có thể nhìn ra nghiêu hữu đạo có mùi vị lợi dụng thánh la sát đến lừa gạt đám người nguyên tòng nói dễ nghe chút là cho đám người nguyên tòng lòng tin nghiêu hữu đạo thấp giọng trả lời chỉ cần kế hoạch thuận lợi khả năng ngân nhi ra tay không lớn dẫn nàng đến mục đích kỳ thực chính là cho ô thường xem để ô thường biết thánh la sát đến rồi là được. Ngươi thử nghĩ một thoáng, hắn là có nắm chắc đánh lén ngân nhi không biết chuyện chút nào, hay có nắm chắc chính diện đối kháng thánh la sát. Vân cơ suy tư, minh bạch, mà ngân nhi đến mục đích không phải để ngân nhi ra tay, là vì để ô thường kiêng kỵ, chỉ có bước ô thường tuân thủ hứa hẹn, bọn hắn mới có thể thuận lợi thoát thân. Nói cách khác, vị này cũng không tin ô thường hứa hẹn. Như Hữu đạo tiếp tục nói, chúng ta có dựa vào, ô thường mới có thể càng yên tâm với chúng ta. Vân cơ gật đầu, như hữu đạo, bên này chuẩn bị thức ăn cho Ngân Nhi, nhất định phải kiểm tra cẩn thận. Vân cơ ừm một tiếng, yên tâm, sẽ cẩn thận. Giữa trưa hôm sau, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, làm đạo lâm và đốc vô hư song song rơi ở trên đỉnh núi. Hắc thạch hiện thân, bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, gặp qua hai vị thánh tôn. Làm đạo lâm ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, ô thường đâu. Trên lầu các ở phụ cận, một cánh cửa sổ đẩy ra, nửa thân thể của Ô Thường ở trong cửa sổ, bắt chuyện một tiếng. "Đi vào đi." Sau đó xoay người rời đi. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nhìn nhau, lắc mình rời đi, lục tục nhảy vào trong cửa sổ, trong lầu các trống rỗng, chỉ thấy địa phương thang lầu có bóng lưng chậm rãi thấp xuống của Ô Thường. Hai người không biết hắn muốn dẫn bọn hắn đi đâu, Đốc Vô Hư trầm giọng nói, "Đi đâu? Tung tích của Thánh La Sát ở đâu? Lý do Ô Thường đưa bọn hắn tới là phát hiện tung tích của Thánh La Sát." nhưng vừa mới nói xong, liền phát hiện không đúng, trời dường như đột nhiên tối, còn có gợn sóng pháp lực, hai người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ cuồn cuộn hắc vụ. Vô biên ma vực, hai người cả kinh, song song lắc mình lên, ầm. Phá tan nóc nhà bay ra, nhưng vụn gỗ tung bay, hai người phát hiện mình đã ở trong một không gian đen như mực. Dưới lầu các, ô thường từng bước một đi xuống thang lầu, dưới chân mây đen cuồn cuộn, mái tóc dài không gió tự bay, dẫm đạp mây đen như theo gió vượt sóng hai cánh tay hắn đột nhiên vung lên, ầm, pháp lực dâng trào bao phủ, lầu các nổ tan, mảnh vụn tung bay, bản thân cũng ở trong hắc vụ cuồn cuộn, triển khai linh phù trên hai tay. Như hắn nói qua, vô biên ma vực của hắn muốn ở địa phương không có căn bản mới có thể thi triển, một khi liên kết với mặt đất, mục tiêu bị vây nhốt sẽ chui xuống đất thoát thân. Hắc Thạch tận mắt nhìn Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm nhảy vào cửa sổ, dưới lầu tràn ngập ra hắc vụ nhanh chóng bao phủ lầu các. Bùng nổ liên tiếp, vụn gỗ bắn ra, tay áo hắn mở rộng, lại nhìn tới, chỉ thấy hắc vân cuồn cuộn căng phồng lên, che chắn ánh mặt trời. Mắt thấy một màn này, hắc thạch cũng không biết nên nói cái gì cho phải, phát hiện vị thánh tôn này thật thẳng thắn, đây chính là Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư A, mới vừa thấy mặt đã trực tiếp động thủ, một chút cũng không quanh co lòng vòng. chương 2279, trực tiếp động thủ 2. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư thân ở trong hắc vụ cuồn cuộn cũng không manh động, mà cảnh giác nhìn bốn phía, hai người biết bản thân ở trong hoàn cảnh gì bởi vì không phải lần thứ nhất bị nhốt ở trong vô biên ma vực hai người vừa giận vừa sợ cũng không nghĩ tới ô thường vừa thấy mặt liền trực tiếp động thủ đích xác bị đánh trở tay không kịp hai người không biết ô thường uống lộn thuốc gì nhưng lần này mơ hồ cảm giác có chút không đúng theo lý thuyết ô thường hẳn rõ ràng vô biên ma vực này không làm gì được bọn hắn biết rõ không thể làm còn làm trong đó sợ là có kỳ lạ gì khác trên bầu trời đột nhiên có hồng quang tỏa ra hai người quay đầu lại chỉ thấy pháp tướng của ô thường to lớn vĩ ngạn như thiên thần hiện ra nhập ta ma vực nhập ta ma vực thanh âm cuồn cuộn như thiên sướng phản âm chính là thanh âm của ô thường đốc phô hư nổ quát ô thường người muốn làm gì ô thường đã rõ còn cần hỏi nhiều sao lam đạo lâm chỉ bằng ngươi còn không làm gì được chúng ta ô thường cực kỳ thẳng thắn không e rẻ nói ta liên thủ với bọn hắn bọn hắn trong nháy mắt hai người phản ứng lại, hẳn là chỉ những người trộm cắp vô lượng quả kia. Đốc vô hư khinh thường, bằng đám ô hợp các ngươi sao? Ô thường, có phải ô hợp hay không thử xem không phải biết sao, lúc này ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có thể chạy trốn hay không? Hai người nhìn nhau, biết hỗn chướng này nói không sai, thử xem cũng không sao cả, có thể giết bọn hắn thì giết, giết không được mà nói, hai người cũng không làm gì được ô thường, ô thường đều sẽ không tổn thất gì, có cái gì không dám thử nghiệm. Ô thường bỗng quay đầu lại nhìn mây đen, dường như có thể nhìn thấu mây đen cuồn cuộn. Người còn chờ cái gì? Hắc thạch ở trên đỉnh núi ngước đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trong mây đen cuồn cuộn mở ra một lối đi, ô thường hiện thân, đối diện hắn quát tháo. Vâng, hắc thạch chắp tay lĩnh mệnh, nhanh chóng lắc mình rời đi. Mà lúc này trên dưới khí vân tông, cơ hồ đều bị bầu trời xuất hiện mây đen kinh động. Đám người thái thúc phi hoa dồn dập lộ diện, đều nhìn về phía một phương hướng. Rất nhanh, có một đệ tử nhanh chóng lắc mình đến, khẩn cấp bẩm báo, "Trưởng môn, hình như ba vị thánh tôn trở mặt, đã đánh nhau." Trở mặt? Đám người Thái Thúc Phi Hoa hai mặt nhìn nhau, ba thánh ở Khí Vân Tông đánh nhau. Nên giúp bên nào? Bên nào cũng không dám giúp, lại nhìn về phía đỉnh núi phương xa, Thái Thúc Phi Hoa lẩm bẩm. "Này chính là thực lực của Nguyên Anh kỳ sao? Đối với bọn hắn mà nói, chưa từng gặp qua kỳ quan tranh đấu đổ sộ như vậy, cũng chưa từng gặp qua ô thường thi triển thuật này." lần đầu nhìn thấy, giống như thần tích. Trong đình viện, đám người như hiếu đạo cũng đi ra, bọn hắn cách khá gần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mây đen. Như Hữu đạo lầm bầm lầu bầu, bắt đầu rồi sao, bọn hắn đại thể đều chưa từng thấy thuật pháp của ô thường, người sơ kiến, tâm thần có chút bị chấn nhiếp. Côn lâm thụ lên tiếng nói, này chính là vô biên ma vực của ô thường, ta đi vào qua, nhìn như ảo thuật, kỳ thực là một loại hư không điều động trận pháp. Nếu như hắn không muốn thả người ra, kẻ xâm nhập như rơi vào vụ hải vô biên vô hạn bay không ra được nguyên tòng ô thường sẽ dựa theo thương nghị phối hợp chúng ta sao trước đó ô thường ở trong bóng tối gặp bọn hắn ngay mặt hiệp thương phương thức liên thủ tiêu diệt từng cái nghiêu hữu đạo mặc kệ hắn có phối hợp hay không các người nhớ kỹ lời nói của côn lâm thụ hắn đi vào có kinh nghiệm nhất định đừng tẩu tán một khi có biến côn lâm thụ sẽ phá trận mang mọi người xông ra đúng này lúc hắc thạch lắc mình đi tới nhìn mọi người chắp tay Chư vị, Lam đạo lâm và đốc vô hư đã bị thánh tôn vây ở trong vô biên ma vực, bắt đầu đi. Nghiêu hiểu đạo nhấc ngón tay, chỉ về phía đỉnh núi. Hắc thạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám nhân viên phiêu miểu các vò tới, không khỏi cười lạnh. Là người của Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, muốn trung tâm hộ chủ, không biết tự lượng sức mình. Hắc thạch quay đầu lại hỏi, các ngươi sẽ không ngay cả bọn hắn cũng đuổi không được chứ? Nghiêu hiểu đạo, bọn hắn cản không được chúng ta, nhưng chúng ta không muốn bị quấy dày. Hắc Thạch dục, các ngươi cứ việc đi, ta sẽ dẫn người đến hiệp trợ. Đừng quấy rầy, phổ biên ma vực của Thánh Tôn cũng không thể điều khiển vô hạn, nhanh đi. như Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngân Nhi đứng ở dưới mái hiên, trên người đeo một cái bao căng phòng, tay cầm chân gà gặm, tựa như bảo bảo hiếu kỳ, nhìn mây đen của quái ở trên không trung, hình như có nghi hoặc, có lẽ là cảm giác đã từng quen biết. Nưu Hữu Đạo lắc mình rời đi, nắm cánh tay của Ngân Nhi, nhìn mọi người phát ra hiệu lệnh. Đi vân cơ lập tức nắm cánh tay của viên cương mọi người lập tức bay tới trong nháy mắt hắc thạch hơi hồ nghi làm sao cảm giác người phụ trách khai thông này lại là người phát hiệu lệnh hiện tại suy nghĩ cái này cũng không có ý nghĩa người kia có phải người hiệu lệnh hay không hiện tại không trọng yếu hiện tại quan trọng là những người này có thể ra tay cái khác đều là sự tình sau đó hắn cũng nhanh chóng lắc mình rời đi triệu tập nhân thủ bên thiên ma thánh địa trên đỉnh núi nhân thủ của thiên lam thánh địa và vô hư thánh địa tụ tập ngước nhìn bầu trời. Tuy người đến, nhưng không ai dám ra tay, bằng thực lực của bọn hắn không có tư cách tham dự, tùy tiện cuốn vào là tìm chết, thế nhưng không làm dáng một chút lại không được, chỉ có thể như vậy. Bỗng nhiên lại có một đám người vào tới, chính là đám người nguyên tòng, như mãnh hổ nhảy vào bầy dê, vừa lên liền không chút lưu tình đại khai sát giới. Đoàn người này nào chống đỡ được bọn hắn, nhanh chóng bại lui bỏ chạy, cũng coi như là tìm được lý do trợ uy cho thánh tôn đám cao tầng khí vân tông chạy tới gần xem chuyện gì xảy ra, tận mắt nhìn quá trình giao thủ đều âm thầm hoảng sợ, đều nhìn ra đám người nguyên tòng không phải người bình thường, dường như là một đám tu sĩ nguyên anh kỳ. Một đám tu sĩ nguyên anh kỳ mặc trang phục phiêu miểu các, vậy mà trà trộn vào khí vân tông, lăn lộn ở trong nhân viên của phiêu miểu các. Trốn ở trong phiêu miểu các, có thể không để người phát hiện, nếu nói không phải nội bộ có người dự mưu thì quỷ mới tin. Ba thánh đột nhiên trở mặt, lại chạy ra một đám tu sĩ nguyên anh kỳ, đám người thái thúc phi hoa ý thức được, đây không phải sự kiện đột phát gì, là hành động có dự mưu. Những người này muốn đánh đánh giết giết, hiển nhiên không phải khí vân tông bọn hắn có thể can thiệp, bọn hắn cũng không muốn quản, chỉ hy vọng đừng liên lụy đến trên đầu bọn hắn. Đuổi đi run dế, đám người như hữu đạo tập kết ở trên đỉnh núi, nhìn mây đen cuồn cuộn, có người thần tình căng thẳng, có người âm thầm khẩn trương và thấp thỏm. Đối mặt sự tình như vậy, nếu nói là một chút cũng không sợ, kia là giả. Ngân Nhi vẫn hiếu kỳ, trước mắt phát sinh tất cả, đối với nàng mà nói, cũng giống như một hồi cưỡi ngựa xem hoa, cho dù vừa nãy máu chảy chết người, cũng không làm nàng sinh ra dị thường, dường như không có quan hệ gì với nàng. Bốn phía lại truyền tới tiếng đánh nhau, hắc thạch mang theo người của thiên ma thánh địa tới, xua đuổi truy sát người của thiên lam thánh địa và vô hư thánh địa. Đám người khí vân tông thấy tình cảnh này, xem như nhìn rõ, ô thường và hai nhà khác đánh nhau. Đột một bốc lên bầy tu sĩ Nguyên Anh kỳ này cấu kết với ô thường đối phó Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Cửu thánh chỉ còn ba, đã đến tình trạng như vậy, thiên hạ còn không khống chế được, còn muốn tự giết lẫn nhau, bọn hắn thân là người bàng quan cũng nghĩ không ra những người này đến tột cùng nghĩ như thế nào. Sự tình này bọn hắn trừ bàng quan cũng chỉ có thể duy trì trung lập, kết quả đơn giản là ai thắng liền nghe ai, loạn đứng thành hàng là tìm chết. chương 2280, Vô Biên Ma Vực Nghiêu hữu đạo quay đầu lại liếc nhìn hắc thạch mang người xung phong, sau đó dán mắt vào côn lâm thụ, lại căn dặn lần nữa, nhớ kỹ, một khi đắc thủ, lập tức phá trận thoát thân, tuyệt đối không nên có bất kỳ trần trừ, bằng không có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Côn lâm thụ gật đầu, yên tâm, ô thường muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Nghiêu hữu đạo nhìn xung quanh, căn dặn lần nữa, nhớ kỹ, không được phân tán, một khi ô thường công kích côn lâm thụ, cần phải ngăn trở, giúp côn lâm thụ tranh thủ thời gian phá trận, bằng không các người không cách nào thoát ly vô biên ma vực, chỉ sẽ bị ô thường tiêu diệt từng cái. Còn nữa, hầu tử là chủ công, các ngươi nhất định phải quay chung quanh hắn tiến công bảo vệ tốt hắn mọi người đều gật đầu như hữu đạo không thể lại kéo đi thôi mọi người nhìn nhau dựa theo ước định cẩn thận ra cát chỉ và nguyên tòng nắm tay viên cương trước tiên phóng lên trời côn lâm thụ ngao phong vương tôn theo sát bắn lên như hữu đạo vân cơ ngân nhi đều đứng ở tại chỗ bất động ngẩng đầu nhìn theo sáu người vọt vào trong mây đen cuồn cuộn hắc thạch mang theo mấy người vọt tới rơi ở bên cạnh ba người hắc thạch rất ngoài ý muốn, hơi đánh giá, kinh ngạc nói các ngươi không tiến vào. Nghiêu hữu đạo kéo bội kiếm bên hông, tiện tay cắm xuống đất, hai tay đè ở trên chuôi kiếm. Động tác theo thói quen này, hắn ẩn giấu rất lâu, ngày hôm nay, hắn lại khôi phục. Nghiêu hữu đạo liếc hắn, nhàn nhạt nói, chúng ta phụ trách tiếp ứng, một khi ô thường nuốt lời, chúng ta sẽ làm thịt ngươi đệm lưng. Khóe miệng hắc thạch co giật, có chút lúng túng, làm hắn không dám đến gần, lưu cũng không phải, đi cũng không phải. Hắn biết đối phương nói không phải chuyện cười, ba người ai ra tay với hắn mà nói, hắn sợ là rất khó tránh thoát một kiếp. Bất quá hiện tại nghĩ nhiều vô dụng, hắn xoay người phất tay ra hiệu, sau khi đuổi nhân thủ của hai nhà khác đi, lập tức phân tán ở bốn phía, phòng ngừa có người tự tiện xông vào quấy nhiễu. Trong mây đen, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nhanh chóng phi hành, tùy thời tìm kiếm, xem có thể tìm được biện pháp đột phá vòng vây hay không. Sáu người nhảy vào trong mây đen, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thân ở trong hắc vụ vô biên vô hạn, sáu người chặt chẽ dựa vào nhau, không dám dễ dàng tách ra. Viên cương bị người mang theo sông vào rảnh tay, rút ra bao bố ở sau lưng, cầm chuôi đao run lên, bao bố bay đi, tam hống đao xuất hiện. Ô thường nhắm mắt ở trong mây đen, tóc dài không gió tự bay, cảm thụ tất cả động tính trong vô biên ma vực, cũng toàn lực thi pháp điều khiển vô biên ma vực. Làm đạo lâm và đốc vô hư nhanh chóng phi hành, tạo thành cho hắn áp lực nhất định, hai người hết tốc lực phi hành về phía trước, Tốc độ rất nhanh, nếu như hắn không tận lực điều động trận pháp vận chuyển mà nói, làm không tốt thật sẽ bị hai người xông ra. Nhận ra được lại có sáu người đi vào, ô thường mở mắt, một tay vung lên, như nhẹ nhàng đẩy ra sương mù, chỉ thấy sương mù ở phía trước tản ra. Đám người côn lâm thủ quay đầu lại xem, nhìn thấy ô thường tĩnh lặng lơ lửng giữa trời. Người không trải qua rất kinh ngạc, ô thường ở cách bọn hắn hơn trượt, hơn nữa trên người đang tản phát ra pháp lực bằng bạc, vậy mà bọn hắn không có cảm nhận được chút nào ô thường nhìn viên cương bị người đưa vào không trung ánh mắt chăm chú vào tam hống đao trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng quả nhiên là ra hỏa này hắn hỏi chín người vì sao chỉ có sáu các ngươi viên cương trả lời chỉ cần ngươi không sằng bậy sáu người là đủ ô thường chuẩn bị xong chưa chuẩn bị tốt rồi thì bắt đầu đi viên cương tốt rồi chúng ta không nhìn thấy bọn hắn ở chỗ nào ô thường sẽ thấy hiện tại bọn hắn kết bạn với nhau các ngươi muốn động thủ mà nói cần tách bọn hắn ra trước ta mới có thể thuận thế tách bọn hắn ra cho nên trước tiên các ngươi cần phải động thủ công kích mới được viên cương người tốt nhất đừng dở trò ta động tay động chân các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta trong lòng ô thường khinh thường nhưng ngoài miệng không nói ra yên tâm đi hiện tại diệt trừ hai lão quỷ kia quan trọng nhất ta không có tâm tư nháo với các ngươi viên cương hoành đao ở trong tay bắt đầu đi một đạo hắc phụ từ giữa song phương cuồn cuộn cuốn tới chặn lại tầm mắt của song phương, ô thường cứ thế biến mất ở trước mắt sáu người. Trước mắt sáu người, hắc vụ đột nhiên gió nổi mây vần, nhanh chóng trầm bổng nhấp nhô, ở dưới hắc vụ che giấu, có lỗ hồng xuất hiện.